Hello, hello. Xin chào, xin chào. Có ai xem live của Tùng không? Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ, mát mẻ. Hãy chia sẻ để có buổi xem live thật ý nghĩa nha. Đâu rồi, đâu rồi? Hello, hello. Xin chào, xin chào. Ai đang xem cho Tùng một comment để Tùng chào nha. Úi dồi ôi, gió mát lắm anh em ạ. Hiện tại gió rất là mát. Bầu trời Dĩ An lúc này là vào khoảng 29 độ C. Vào khoảng 29 độ C, gió mát tràng thành. Rất là mát luôn. Xin chào ai đang xem cho Tùng một comment để Tùng chào nha. Chào bác Điện Lạnh Minh Tuấn, chào bác Đạt Đỗ. Chào bác Nguyễn Đình Xuyên, em chào anh Trung Trương, chào bác Minh Trần, chào Long Trần Vũ. Xin chào. Cho Tùng một comment đi cả nhà, cho Tùng một lượt chia sẻ cho đông anh em vào xem đêm nay nhé. Chào bác Nguyễn Văn Minh, chào anh Bình Nguyễn Hữu, chào bác Lan Rừng nha. Xin chào. Chúc cho tất cả anh em có một buổi xem live thật vui, thật thoải mái nha. Chào em trai Vinh Quang, chào anh Nguyễn Yên, chào cô Thúy Bình. Đến hẹn lại lên 20 giờ hàng đêm Tùng sẽ chiến đấu cùng anh em nhé. Em chào anh Kỳ, anh Trần. Chị Diệu Thùy đâu rồi anh ơi? Chị của em đâu rồi? Chào bác Thái Hoàng, chào bác Pedro hả? Pedro hả? Chào bác Nguyễn Văn Phú nha. Dĩ An gái gú giá sao, ôi giời ơi khổ lắm rồi tạ hợi ơi. Xin chào, chào bác Nguyễn Anh Đào, chào bác Xuân Giỏi. Em chào và cảm ơn anh trai Lê Duẩn. Quên nữa, em phải chia sẻ lên trang cá nhân một cái. Em phải chia sẻ lên trang cá nhân một cái. Cả nhà chia sẻ cho Tùng đi cả nhà. Em chào anh trai Trần Quốc Dũng, chào Trần Hoàng Minh, chào anh Phi Đinh, cảm ơn anh. Em chào anh Trần Toàn, hôm nay có sai không anh ơi? Hôm nay có sai không? Em cảm ơn anh trai Kỳ, anh Trần nha. Hôm nay có sai không anh ơi? Hôm nay có xỉn không? Hôm nay có xỉn không? Cho Tùng một lượt chia sẻ cả nhà, cho đông lên. Đông lên cho xôm nào, để chúng ta cùng ngắm cây nhé. Cùng ngắm cây. Mới bỏ phân được có 2 ngày thôi nha. Nói chung là phân gốc, mọi người thấy không? Mặt trên rất là khô nhưng mà dưới đang ẩm đấy. Em chào chị Trang Lê nha. Chào anh của tôi Trần Hữu Minh. Trần Hữu Minh ui giời phê lắm anh em ạ. Chào bác Khuân Phan. Cho Tùng một lượt chia sẻ đấy cả nhà, cho Tùng một lượt chia sẻ cho đông anh em vào xem cho sướng. Xe đầu cu, xe đầu cu, xe đầu cu. Em chào anh trai Trần Nguyễn Hiền, chào bác Phúc Nguyễn Văn. Hello hello, xin chào. Chào bác Hồng Phú Lê. Cả nhà cho Tùng một comment và một lượt chia sẻ đây cả nhà, cho đông anh em vào ngắm này, ngắm này. Úi giời, sướng sướng lắm luôn. Sướng lắm luôn em ơi, sướng lắm luôn. Gió đung đưa, gió rung cây, cành lá tưng bừng đồ vui. Anh trai làng quyết đi chiến dịch mùa xuân. Anh là lá trên cành sợ chi gió mưa. Anh là trai quyết đi chiến dịch phen này. Đi đầu quân, đi trong mùa đông viên. Đi đầu quân, đi trong mùa xuân mới. Gió lá reo, kia bóng chim ở trong rừng. Đi đầu quân, tất cả ra tiền tuyến. Mau lên đi, hỡi các anh trai làng thối. Ôi rồi ôi thôi rồi. À qua, thoát rồi, thoát rồi, thoát rồi, thoát rồi, thoát rồi, khô rồi, khô rồi. Đấy. Hôm nay không say nữa rồi. Ok anh Trần Toàn nhá. Bất kỳ một comment nào
không tích cực. Bây giờ Tùng không nói nhiều, next luôn. Chào bác Ninh Lò Văn, chào bác Phong Nhã Gia Bình, em chào anh Lê Đức Can. Xin chào, chào Bình An Khang. Em cảm ơn anh trai Trần Quốc Dũng. Xin chào. Bất kỳ một cái câu hỏi nào mà không thú vị, một câu hỏi nào mà mang tính cà khịa là sẽ bị cho ra đảo ngay nhé. Bị cho ra đảo ngay. Xin chào 161 anh em xem live. Chào Dũng Hà, chào bác Huỳnh Quang nhé. Chào bác Tuân Lê. Lá ngọn bị vậy là đâu rồi? Rồi lá ngọn bị vậy là sao anh hói? Bị thối chứ là sao anh? Này nhiều khi nó bị đây, nhưng mà phát hiện ra ngay thì nó khỏi thôi. Đấy, nó khỏi, nó khô rồi anh này. Đấy, lá đọt nó ra là nó phê lắm luôn. Bất kỳ một comment nào mang tính cà khịa, cho dù là nói câu chuyện của ai, một số người á, là rất là sân si, thấy chuyện người ta vẫn là nhào vô bàn luận này kia nọ thì Tùng không thích điều đó. Hỏi cái câu gì nó thú vị và nó hấp dẫn hơn được không? Quá phê luôn. Chào bác Dương Mừng, chào em trai Hoàng Tín nha, chào bác Pháp Ngô. Chào và cảm ơn bác Trần Đình Kim. Chào bác Hà Phạm nha. Chào bác Trần Thanh Hải, chào bác. Bông lúa càng nặng càng cúi đầu, đúng không? Lúa chín thì cúi đầu. Đấy, cây lan bây giờ cũng cúi đầu này anh em. Đó. Hết sức bình tĩnh, chào Khởi Phạm Văn nhé. Hết sức bình tĩnh, chào em trai Chu Văn Trung. Tình hình mằn tí không chú để tôi qua hả? Chà chà, càng đấy. Bây giờ nếu mằn tí thì phải rủ cả Hoàng Tín với lại cả Chu Văn Trung sang đây. Chu Văn Trung này, Hoàng Tín là Lê Đức Can. Qua gấp, phập luôn. Qua gấp, phập luôn. Đấy, không nói nhiều. Ôi giời ơi, phê văn tê luôn. Nè, lúa chín thì cúi đầu nhưng mà cây lan bây giờ Tùng cũng cho nó cúi đầu luôn rồi anh em ơi. Chu Văn Trung là 1, Hoàng Tín là 2, Lê Đức Can là 3. Trả lời tôi nhanh. Chào chị Thanh Hằng Nguyễn nha. Thanh Hằng Nguyễn, hello anh. Thì mình không biết là ít tuổi hơn mình hay là nhiều hơn, nhưng mình cứ gọi là chị. Đủ thứ trên đời. Chuẩn cho ra đảo đỡ phải hỏi. Ok Trung Thọ nhé. Nhiều khi chuyện của nhà ông nào vô đây hỏi làm gì. Đó, chuyện không lo chuyện làm ăn nhà mình, đi vào đây đi cà khịa là không cần nói nhiều. Chào Nam Nguyên Văn nhé. Cho mình ngó bà lời cu tí. Ok bác, để tí em thấy em cho bác xem nhé. Chào anh Nguyễn Văn. Xin chào 195 anh em. À, xử lý thì chỉ có Nguyễn Văn Cồn thôi anh ạ. Anh Trần Quốc Dũng ơi, Nguyễn Văn Cồn anh nhá. Xử lý mấy cái đoạn này này, đây này. Mấy em nó thấy và nó xử lý và giờ nó khô rồi anh. Giờ nó khô rồi này. Là nó thoát rồi đấy. Nó lòi ra ngoài này là nó thoát rồi này anh này. Nguyễn Văn Cồn là hết anh ạ. Em này cứ Nguyễn Văn Cồn. Thôi mình đừng đụng đấy nữa. Nó khô rồi. Đang đi đẹp mọi người thôi, đang đi đẹp nhưng bị một tí, nhưng mà cái này không sao. Một tí thôi, không sao, to lắm, đọt đang phê pha luôn. Tình hình là thèm rượu làm sao đây chú, anh phải đem rượu VIP nhá, chứ đừng đem cái rượu mà hôm thứ hai nha. Rượu kia thì ở đây không có thiếu rượu, nhưng mà bên anh cái rượu của anh ngon quá. Cũng không quan trọng là ngu của Quang ơi, đáng nói là đừng có hỏi nữa mà. Vào vừa là vào live của Tùng thì hỏi vườn Tùng đi, đừng quan trọng. Trời ơi mẹ, bây giờ kể cả ông A mà ông có chết đi thì mẹ cũng ảnh hưởng gì tới tình hình thế giới đâu, đúng không? Tổng thống Mỹ mà có chết đi thì mẹ có liên quan gì đến tình hình thế giới, đúng không? Tổng thống Nga Vladimir Putin có chết đi thì cũng đâu có cái quan trọng gì tới cuộc chơi của anh em mình đâu mà nhá. Đèn nhà anh ấy sáng. Anh em tự lo công việc nhà anh em, tự lo cái vườn nhà anh em, không? Tự lo cuộc sống cho anh em đi. Tùng không thích hỏi chuyện ai đó trên bài của Tùng. Tùng nhắc bao nhiêu lần rồi. Bất kỳ ai hỏi một lần nữa là cho ra đảo luôn. Vừa rồi cho hai người ra đảo vì cái tội hỏi đấy.
Em bây giờ hỏi Tùng ơi, trăm cây sao đẹp thế, có phải vui không? Hoàng Tín này, Chu Văn Trung này, Lê Đức Can qua nhanh. Chào bác Bảo Thanh nha. Chào bác Phạm Thế Vinh. Phập. Mình đừng quan trọng gì. Cảm ơn bác Lan Rừng Lan nhé. Bác Đức Luân nè. Đã nói là đừng có hỏi nữa. Xin chào 256 anh em xem live nhá. Đừng có hỏi Tùng về cái chuyện của người ta. Tùng đang lo việc của Tùng. Tùng đang lên đây để tiếp lửa đam mê cho anh em. Đấy, hỏi ông Tùng đi. Ông Tùng ơi. Đấy, xe ông đẹp không? Ông có bán xe nào tôi mua? Hay là bây giờ tôi có lan, ông có đổi xe nào không? Thì Tùng đổi cho. Đừng hỏi lung tung làm gì. Ô trời trời ơi. Chào Hoàng Thiện nha. Vào đây ngắm lan cho sướng là bình an khang. Chào bác Nguyễn Xuân Nín. Cảm ơn bác rất là nhiều. Ok không anh Trần Quốc Dũng, đúng không? Có gì hốt đầu tư kiếm ít tiền anh Tùng Trọc. La Ru Hoàng, cái gì cũng hốt. Đây là đầu tư xe này. Bây giờ xe đang giá rẻ, con này bình thường khoảng hơn 2 tỷ lận. Hơn 2 tỷ. Nhưng mà mình mua được rẻ thì bây giờ mình sẽ bán rẻ. Mình bán là 1 tỷ 666 triệu con Freeway này nhá. Chưa xăng, chưa bình, xe mấy chục năm mà đang mới tinh luôn. Mới lắm luôn, mới cực lắm luôn. Khả năng cao là Tùng phải đưa xuống dưới rồi anh em ạ. Nói chung là những con xe này cần phải được nâng niu hơn. Đấy, xe đạp cũng thế. Mình đưa lên đây để quảng bá với cả nhà. Chắc là mình phải đưa xuống dưới. Tại vì vườn đây là nắng, mình đưa cái bạt này kéo ra thì cũng không ăn thua. Nói chung là toàn hàng VIP, hàng hiệu không, cho nên là mình rất là hơi bị sót. Đưa lên đây thì cũng hay lấy cái cho anh em thỉnh thoảng ngắm cho nó bổ mắt một tí, cho nó thay đổi không khí một tí thì cũng ok. Trần Văn Tám nói gì đấy Trần Văn Tám? Ok, rượu ngon. Em chào anh Trần Văn Toán. Năm nay đọt bị vậy? Không, cây vườn em thì vẫn bình thường anh. Đây này, quay cho cả làng xem, cả nước xem là cây vườn em. Xin chào 283 anh em nhé. Chào và cảm ơn bác Quang Đạt. Không nha nha, Trường Giang ơi, phải treo cái mái này là mái sáng nha. Phải có ánh nắng nhá. Cây lan là nó cần nắng và cần gió anh em ạ. Cây lan cần nắng, cần gió, cần thoáng. Cần nắng, cần gió, cần thoáng. Đấy, treo dưới mái tôn mà có xốp thì cũng không được nha. Tức là nó treo như vậy thì nó chỉ có đủ độ sáng thôi. Chứ nó phải có ánh nắng mới là ok nha. Nó phải có ánh nắng. Cây lan mọi người nó nhớ là nó ở trên rừng á. Ở trên rừng thì chỉ có... Nó mọc trên các cái cây lớn đấy. Nó thuộc loại là ký gửi. Gọi là gì ta? Tầm gửi. Chào chị Thúy Nga. Lá cứ bị đốm vàng thì xử lý sao? Lá bị đốm vàng là kiểu như thế này này. Hôm rồi em có mua một cái cây ở vườn khác. Cây vườn em nhá mọi người nhìn này. Cây vườn em là không một cây nào bị cái lá như thế nào hết. Đấy. Không cây nào bị lá như nào. Nhưng hôm trước em có lấy một cái cây cây gì ta? Cây Long Khánh. Em mua cây Long Khánh về. Cây vườn em là không có cây nào bị. Em lấy cây Long Khánh về xong nó lây ra cây khác nha anh em. Nó lây ra cây khác. Cây vườn em là gần như 99% là không bị một cái gì hết. Bất kỳ cây nào từ Long Khánh, Kinh Bắc, Cờ Đỏ. Đấy. Không cây nào bị gì. Nhưng mà hôm trước này. Đây. Cái cây Long Khánh này hôm trước là mình bị lây. Đốm hơi đốm một tí. Nhưng em đã phát hiện ra và em trị. Đấy, còn đọt này là bị thối này. Đấy, và cái bị như này này. Đây, hôm rồi là em cắt lá đây rồi. Đây, hôm rồi là lây từ đây là bị hai lá. Là em phát hiện ra một cái thì em xử lý liền. Thì cái phần sau này mọi người thấy không? Là nó không bị nữa. Nó đốm kiểu sao đó. Em tìm một cái cây. Đây, 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 kiểu như này. Bị rỉ sắt hoặc là bị gì ta? Bị nhện đỏ. Bị nhện đỏ mà như thế này là nhện đỏ này. 100% như thế này là nhện đỏ. Bị nhện đỏ nha. Và em đã xử lý từ trên này là nó khỏi rồi này.
bị từ trên này nó khỏi rồi, và dưới này từ đây đến đây nó đâu bị cây nào đâu, bị dưới sắt nhá. Cây vườn em là gần như là không bị. Vừa rồi thì có toàn bộ cây Long Khánh vườn em thì nó bị trắng đọt kiểu như này. Đó, nó hơi trắng đọt đây này. Toàn bộ Long Khánh là bị hết. Đây là em cho rằng đây là do con giống đây này. Nó bị như này anh em này. Do cái giống này là vào cái mùa này nó bị. Vườn em thì nắng rất là nhiều luôn mà vẫn bị. Long Khánh nó bị thôi, đây này. Đây nó bị trắng trắng như này. Trắng như này là không phải là bị bệnh mà nó thiếu cái chất gì. Đó, thiếu magie, canxi hay là lân gì đó. Thì em đã xử bằng cái cam bi Nhật rồi. Ok Vũ Phan nha. Chào bác Trần Kính Bonsai. Chào bác Uy Nguyễn Thế. Lan phải cho ăn nắng nha, em chào anh trai cây lục vừng. Ok Hoàng Thiện, chào bác Lê Hảo. Anh em tiếp tục chia sẻ cho đông người vào nhé. Đúng rồi, hãy lo cái nồi cơm của mình đi, còn thiên hạ này mặc xác người ta có gì đâu anh em. Bây giờ ví dụ như bây giờ tự nhiên ví dụ như là Trịnh Văn Quyết hay là Tân Hoàng Minh hay là một số người bị như vậy rồi, anh em cũng nhào vô anh em hỏi làm gì. Mình bây giờ mình đang lo mình đi. Chào anh Đức Hòa, chào Trương Văn Quyền. Chào bác anh Trương Văn Quyền nhé. Chào Nam Lê. Xe cất ở tầng 2 à hói. À xe thì em để đây này. Còn nếu em đem xuống thì em đem xuống cái sảnh mà dùng cho anh em yêu lan đấy. Cái sảnh nó là gần 200m2 mà. Là em dùng cho toàn bộ cái đấy cho anh em yêu lan giao lưu ở đấy. Nói chung là để trên vườn này thì nói chung là cũng rất là vui, rất là thích. Tại vì em lên đây em chăm cây á, thì em vẫn được ngắm cái đam mê của mình. Và đồng thời á, anh em mà có thích thì mình anh em mình giao lưu và Tùng sẽ bán được xe. Đó. Tuy nhiên đem lên đây thì sót quá anh em. Hơi sót. Chào bác Ken Hà, chào Tú Hoàng Thanh nhé. Ok Duy Cơ Khí nha. Chào bác Tô La Đô. Chào Nguyễn Huy Lan Va. Xe nhiều như Lan em giàu ơi. Có mấy con rồi anh Cây Lục Vừng ơi? Em có 4 con da Z này. Một con màu xanh kia là bản giới hạn, bản limited. Con màu đỏ và hai con này nó là bản thường. Nhưng con màu đỏ độ thêm hết 480 triệu thì thành con đó là 960. Còn hai con này thì tiền độ của mỗi con á là hết 1 tỷ tiền độ. Đấy, ví giá xe nữa thì hai con này là mỗi con là 1 tỷ 500 triệu. Còn con màu đỏ là bây giờ em bán là 800 triệu. Còn con xanh kia ngoài cùng kia là bán 650 triệu. Con này thì em không bán. Đấy, con Freeway 250 này thì hai con Freeway này mỗi con là 1 tỷ 666 triệu. Con SH 36868 kia thì 555. Con Vespa 3946-58 kia là 2 tỷ 2. Hai con xe đạp gần đây nhất là mỗi con là 750 triệu, con màu đỏ là 666 triệu, con màu trắng là 888 triệu. Con Mobilet sản xuất 1957 đã phục chế như này là 99 triệu. Con Custom 70 8292 mới 95% ngoài cùng kia là 139 triệu. Đó, anh em thích thì giao lưu nhé. Đây là em mua của người chán và em bán cho người cần. Đó, em sẽ không bán cho đến khi được giá. Đấy, anh em thích con nào thì giao lưu với em. Còn chưa bán được thì em coi như đây là tài sản và coi như cái đồ chơi của em. Coi như cái đồ chơi của em chưa bán được thì em để em chơi. Đấy, cũng giống như Lan á, mình chưa bán được thì mình để mình chơi thôi. Đấy, ngoài ra thì em có rất là nhiều những loại khác nha. Cảm ơn chị Thúy Nga. Chào nhà đầu tư Thông Thái Tuân Đoàn. Cảm ơn chị Thúy Nga rất là nhiều. Tuân Đoàn hôm nay là comment GG làm gì? Lúc nào tôi cũng thấy bác rồi đó. Không phải nhện mà bị tán thư. À bị thán thư. Thán thư là bệnh khác. Cái bệnh đó là bệnh nhện đỏ. Đây là thán thư để em tìm cho một cái cây. Thán thư thì nó hay nằm trong cái cây HO. Nằm trong cây HO. Cái đấy là nhện đỏ và em đã trị thành công rồi nhá. Em trị thành công rồi. Thán thư là nó lại khác hơn nữa. Nó bị cháy đen. Còn cái này là nó đốm vàng đấy. Và nó lan đang. Còn thán thư là nhiều chấm chấm đen đen.
Hello em yêu Trần Hữu Dương. Hello em yêu Trần Hữu Dương. Bị như thế là thừa đạm, không phải thừa đạm nha Trần Hữu Dương ơi. Tức là vừa rồi anh bị nguyên cả cái lô Long Khánh là bị hết luôn. Và 2 tháng qua là anh không hề dùng đạm. Không hề dùng đạm mà không hề dùng phân gốc. Mới bỏ phân gốc được đúng có 2-3 ngày nay. Đấy, cái mùa vừa rồi là Tùng không hề bỏ phân gốc, không hề là tưới thêm đạm nha anh em nhá. Đấy, và chỉ một mình Long Khánh nó bị thôi này. Cây Long Khánh nào cũng bị luôn. Không hiểu nổi. Cây Long Khánh nào cũng bị hết. Đấy. Cảm ơn bác Thái Thanh Nguyễn nha. Trắng như vậy hỏi thầy Tám Ngọc. Ok, thầy Tám Ngọc cũng gần đây, hôm nào lên là thầy Tám Ngọc. Chào đoàn anh em nhé. Chào Trung Vũ. Thiếu đa vi lượng. Ok bác, em đang xài cam minh nhật thì nó có cây thì nó khỏi rồi. Còn tất cả các cây của vườn em này, đây này, quay lại cho anh em tất tần tật mọi cây luôn. Không hề bị một cây nào. Em yêu Trần Hữu Dương ơi, nè, chốt điện thoại cũ anh nhé. Ok đoàn anh Nam, chốt thì tinh tinh nhá. Đoàn anh Nam là lấy đoàn anh Nam 19,9 triệu toàn chín, nhanh ngay vào luôn. Đây, nhắn số tài khoản này. Đoàn anh Nam ơi, 19 triệu toàn 9 nha. Một tay hôm nay mình không bấm được, để mình ngồi để mình bấm cái số tài khoản. Có một mình trên vườn, nó đơn thư độc má. Chào bác Thơ và Hoa nhá, cho ăn mưa không em? À, mưa vẫn vào anh ạ. Mọi người chia sẻ cho Tùng đi. Chào bác Lập Vũ nha, chào bác Hà Đai Hoa Lan, chào bác Vườn Lan Nhỏ. Cảm ơn Vũ Phan. Vũ Phan gì? Hôm trước anh Tùng hói hơi nổ nhà à. Anh không phải là nổ mà anh xin phép cả nhà anh nghỉ trưa Lan có 20 giờ đồng hồ thôi. Vụ đó hay vụ gì hả Vũ Phan? Chào bác Mạnh Táo. Cảm ơn bác Hùng Đăng. Chào anh Trung Trương. Chào bác Kiều Duy Nhất. Chào ban ngày nắng dùng vải che thêm một lớp nữa anh. Ôi sổ ôi, che bây giờ che được bấy nhiêu xe đây, chắc chết luôn. Anh bấm cả cái mái che lại đấy. Bấm cả mái che lại. Chào bác Văn Tú Vũ nha. Xem xe đạp anh ok từ chờ chờ chút. Mình bấm cái số tài khoản cái nha anh em ơi. Mình đang ghi cái số tài khoản nha. Đoàn anh Nam. Ok bác Hoa Lan Hoàng Nghị. Chào bác Bùi Hưng, chào Tư Lý. Cảm ơn bác Trọng Nhân Lê. Rồi, ghim xong rồi, xin chào 236 anh em xem live nhé. Xin chào 236 anh em. Rồi, ok, bây giờ cho cả nhà. Cảm ơn người đẹp Nguyễn Nga. Cảm ơn người đẹp Nguyễn Nga. Gặp nhau phải cứ ha ha với Tùng. Ồ, thứ trên đời. Vậy cho nó sướng. Ha ha đi. Chào bác 22 Thế Vinh nhé. Chậu kiếm 42 thần to lắm rồi nha, mà to lắm luôn. Mà nó tròn đều lắm luôn. Chào em trai Vinh Quang, ghim rồi. Ủa sao mình ghim mà có người thấy, có người không thấy ta? Mình ghim rồi nha anh em, mình ghim rồi nha, mình ghim hết rồi nha. Chào bác anh Phạm Văn Bông. Ok, bây giờ lúc này thì Tùng sẽ chia sẻ cho anh em một cái gì nhỉ?
Chia sẻ cho em một cái gì, đa phần vườn cây của Tùng phát triển thần cây thần kỳ thương cho nên phát triển khá là ok, khá là ok, còn đương nhiên là không thể 100% được, đúng không anh em? Đấy, không thể 100% được. Em chào anh Trần Nguyễn Hiền, chào cô Thúy Bình, cảm ơn cô rất nhiều. Ha ha đấy, Nguyễn Nga là ha ha rồi đấy. Chạy hết số tài khoản rồi anh là sao nhỉ? Chào đời là thế chứ. Ủa sao kỳ ta? Trôi rồi không thấy à? Ủa hiện tại là Tùng vẫn đang ghim đấy. Đây cả nhà này. Hiện tại là Tùng vẫn đang ghim đây này. Xin chào nhá, xin chào 230 anh em xem live nhá. Bây giờ Tùng vẫn đang ghi số tài khoản này này. 49649 MB nhá. Chào Nguyễn Văn Thuận. À, vậy là mình đang live nhưng mà Facebook nó chặn, đúng rồi, khả năng cao. Hoàng Trần Minh hay đấy. Anh Phạm Linh vẫn thấy nè, đỉnh của đỉnh. Chào và cảm ơn bác Trọng Nhân Lê nhá. Chưa thấy vườn nào đạt thế, cảm ơn bác. Do điện thoại mới. Không phải là chắc Facebook có thấy mình để số tài khoản lên là nó chặn đấy anh em. Rồi ok, đơn giản mà. Đơn giản thôi, bây giờ mình lên một cái gì đó là anh em biết liền này. Mình lên một cái gì đó là anh em biết liền thôi mà. Mình lên một cái gì đó nha. Mình lên một cái gì đó. Rồi bây giờ mở đầu bài live này, mở đầu bài live. Mở đầu live. Mở đầu bài live, Tùng lên cho cả nhà một kỳ Bảo Duy. Tùng lên cho cả nhà một kỳ Bảo Duy khỏe đẹp. Tùng lên cho cả nhà một kỳ Bảo Duy khỏe đẹp. Kỳ này thì lên được phê luôn. Ok bác Hùng đăng. Trời ơi anh kia em thoát ra vào lại là anh mà xúi dại em là anh Trần Nguyễn Hiền. Anh em đang 200+ người xem đây. Chắc ai dùng iPhone 14 mới hiện số tài khoản. Á chà chà. Đấy có người thấy có người không nha. Mọi người nhấn vào nút ghim là hiện lên. Ok, Bùi Bắc Bùi Hưng. Rồi, đầu bài like. Tùng chia sẻ cho anh em một kỳ Bảo Duy. Kỳ Bảo Duy là kỳ ươm tự nhiên, rễ rất là khỏe luôn. Và kỳ này sẽ lên và đi đọt rất là mạnh luôn anh em. Đầu bài like, Tùng chia sẻ yêu thương cho anh em. Giao lưu cho anh em, thông nòng, thông chốt dùm mình một cái. Chào Bắc Phương Châu, chào Trung Sony. Tùng chia sẻ cho cả nhà với giá là 1.666.666 đồng nha. Đấy, Tuần Đoàn vừa chấm vào cái ghim đấy. Hoặc là bây giờ ai bình luận dùm mình là số tài khoản và số điện thoại của mình cái. Rồi để Tùng ghim lên. Xem thế nào. Chào bác Cao Xuân. Lại hiện lên rồi. Ok cô. Rồi bây giờ đơn giản thôi. Đây số tài khoản thì mọi người chuyển vào số tài khoản này. 1.6 triệu toàn 6 nha. 1.6 triệu toàn 6. Anh em nào chốt thông lòng dùm mình nha. 1.6 triệu toàn 6. Anh em nào chốt thông lòng nha. Cây này thì khỏe lắm anh em luôn. Cây này thì đúng là mông to không lo chết đói. Một triệu sáu toàn sáu một kỳ Bảo Duy này anh em này. 1.6 triệu toàn sáu một kỳ Bảo Duy này. Phê luôn. Một triệu sáu toàn sáu một kỳ Bảo Duy nha anh em ơi. Mở đầu bài live Tùng chia sẻ cho cả nhà với một kỳ Bảo Duy rất là đẹp, bộ rễ cực khỏe luôn. Kỳ này thì phi phê pha luôn. 1.6 triệu toàn 6 này anh em ơi. Anh em nào chốt, anh em nào hốt, anh em nào nhớ số tài khoản thì cứ tinh tinh là xong. Đấy, anh em nghiên cứu nha. Bảo Duy 1.6 triệu toàn 6. Hầu như cái này mình bán cho Hồ Quốc Duy rồi. Hầu như khi này hôm qua mình bán Hồ Quốc Duy. Hồ Quốc Duy sáng nay chuyển tiền rồi. Khi này bán rồi nhé. Khi này bán rồi thì phải.
Để mình mở hộp khúc gì đâu cái. Xin chào ai đang xem YouTube một comment nhé. Hồ Quốc Duy, Hồ Quốc Duy, Hồ Quốc Duy. Khi này mình bán cho Hồ Quốc Duy rồi. Úi giời, bởi mình nhớ lắm mà. Khi này bán cho Hồ Quốc Duy rồi. Bán cho Hồ Quốc Duy rồi. Ủa, Hồ Quốc Duy mình bán là mình ghi tem rồi mà ta. À đây rồi, đây rồi. Chào Nguyễn Tín Dũng nha. Cứ bán một cái là hộp cúc gì có đây đâu, ghi tem đây rồi. Chào bác Thuận Nguyễn nha. Comment thì comment, em chào bác Vũ Văn Tư. Sao hôm nay bác chẳng hư tí nào. Cảm ơn chú Sony nhá. Xin chào, xin chào. Chào em trai Trung coi. Rồi anh em chào nhau một cái đi anh em ơi. Chào Trung coi, anh em chào nhau một cái đi anh em ơi. Xem tình hình hôm nay, xem tình hình hôm nay thế nào. Xem tình hình hôm nay thế nào. Xem tình hình hôm nay thế nào. Chào bác Bùi Tuấn Diệp nha. Bây giờ đi vào trong này. Vào trong này để cho anh em cùng ngắm cây, cùng ngắm cây. Xin chào, ai đang xem cho Tùng một comment để Tùng chào nhé. Ai đang xem cho Tùng một comment để ngay sau đây Tùng cho cả nhà ngắm cây. Và Tùng sẽ chia sẻ một cái gì đó. Chia sẻ một cái gì đó êm cho anh em giải chốt nha. Êm cho anh em giải chốt. Chào và cảm ơn anh trai Trần Toàn, chào bác Thúy Phạm Xuân. Ok anh Pháp Ngô nhá. Ok anh, cảm ơn anh. Nói chung là những cây mà anh em chốt bữa trước mà nó mới nhú nhú, hôm nay nó lên đẹp lắm. Cây nào cũng rẻ đẹp nha bác Thịnh Ngô ơi. Chào bác Trần Thịnh nha. Cây nào cũng rẻ đẹp hết. Chào bác Phạm Dũng. Em chào chị yêu chuột nhắt. Chào chị yêu chuột nhắt của em. Chúc chị buổi tối vui vẻ nhé. Kiếm Bảo Duy chân thân đi anh. Á, chà chà. Gấu trúc với khổng tước. Để xong thấy gấu trúc khổng tước em sẽ cho bác xem. Bây giờ Trung coi bây giờ thích Bảo Duy chân thân rồi. Càng đấy. Đây sẽ tìm Bảo Duy chân thân. Trung coi rất thích Bảo Duy trên thân. Coi ơi coi ơi coi. Coi biết biết không coi. Bây giờ tìm Bảo Duy trên thân. Úi giời ơi. Úi giời ơi, ông nào đây? Vincent Nguyễn. Úi trời ơi. Trời ơi, mới hôm rồi chốt chưa được một sen mà hôm nay thế này. Quá kinh. Quá kinh. Ôi giời, Nguyễn Tiến Dũng ơi. Đây. Cái kỳ này Nguyễn Tiến Dũng này. Kinh hồn luôn. Khiếp hồn luôn. Khiếp thật. Ôi giời, Trung coi cái cây của em này, Trung coi. Kỳ này kỳ của em này. Khả năng cao là bây giờ em lấy cả cây này luôn đi. Lấy cả cây này. Bây giờ bắt đầu anh hạ cái này cho nó nằm xuống luôn. Anh hạ cái này cho nó nằm xuống luôn này. Em lấy cả kỳ này, cả chậu này luôn. Lấy cả chậu nái này luôn đi Trung coi. Là anh ngã xuống cái nó đi cho nó phê. Ôi giời ơi. Lên hai cái gì thế này, nó chui chui hai cái gì thế này lên ấy.
giờ vui áo hoa, riêng mình tôi lòng đau xót xa, âm thầm tôi đứng im. Tạm tạm đỡ anh Trần Toàn ơi, tạm tạm đỡ. Vừa rồi nguyên cái, tất cả Long Khánh vườn em đều dính chưởng nó đọt trắng hết, còn tất cả các cây là không sao. Em đã nghiên cứu và đang trị cho tất cả. Nó trắng thì trắng mà nó vẫn cứ đi bình thường mà. Vẫn cứ bình thường. Nhiều khi đột biến giống như là Tùng Hóa chia sẻ ra ngọn bột rẻ. Ôi giời, cây của anh Nguyễn In, hai cái kia trên thân hôm rồi kêu bán không bán, bây giờ nó dài ngoăng thế này, đã vậy nó lại lên mầm gốc thế này, trời ơi, chịu sao nổi. Đã vậy nó còn lên mầm gốc thế này thì chịu sao nổi. Hai cái trên thân nó gớm thật luôn. Ôi giời, mới hôm qua còn thấy nó nhẹ nhẹ, hôm nay nó lên ác thật. Cái bụi này kinh lắm, bụi này kinh hồn luôn. Cái này hôm qua bán cho Tuân Đoan rồi này, giờ đang tìm cái chân thân bán cho Trung Coi. Giờ tìm cái này bán cho Trung Coi là cái chân thân này, anh Trần Toàn ơi. Anh Trần Toàn, bây giờ cây của anh hôm rồi mua đây này, giờ nó lên tự nhiên nó lên hai kỳ chân thân rồi, nó lên là mấy cái mầm gốc ở dưới, ngại lắm, khổ thế. Phải cây của mình là mình bán rồi, úi dồi này bốn mầm gốc luôn, mình phải ngắt cái lá này đi nhìn cho sướng. Ôi giời ơi luôn. Em ôi giời ơi, cái gì đây vậy? Năm mầm luôn. Căng lắm rồi nha. Căng lắm rồi nha. Trời ơi. Úi dồi ôi, ba cái, úi dồi ôi. Công nhận miền Nam có lợi thế thì cứ thế mà làm thôi. Úi dồi ôi. Giờ chuyển qua bán mầm gốc cũng hay đấy nhỉ. Chào em trai Phúc Khánh nha. Khỏe không em ơi? Xin chào, ôi giời ơi, kia ở trên thân. Ôi giời ơi, kia ở trên thân. Căng rồi nha. Mình đang tìm cái kia trên thân nào, để mình giải quyết cho em Trung Coi thông lòng cái nha. Giờ tìm, giờ chỉ mầm gốc là phê thôi. Chào người đẹp Vũ Thị Thủy. Chào anh trai Phạm Tuấn. Hay là giờ mình xéo cái mầm gốc của anh Trần Nguyễn Hiền mình bán, trời đủ thứ trên đời. Tìm mầm gốc. Ôi giời, ông Trung Coi ơi, hôm rồi ông chốt mà giờ nó là ra nông nổi cái này đây này. Cái này là của bác Băng Băng Lý này. Ôi giời ơi, này bác Lu Tút Bà Lu này. Ôi giời ơi, 20 mấy cm rồi, kinh quá. Phê văn tê luôn. Ồ, nhưng mà giờ làm sao mình tìm ra được cây chi trên thân thì mình bán cho Trung Coi nhỉ? Không lý mình lại lấy cây của anh Trần Toàn bán, đâu được. Căng lắm rồi nha, bây giờ không biết bán gì luôn đây. Úi giời mầm, úi giời ơi. Kỳ nhà em à? Kỳ anh Vincent Nguyễn thối rồi. Anh em nào hỏi vớ vẩn là bị mà nếu không xóa comment, ví dụ Dương Bùi này, nãy giờ là cho ra đảo bao nhiêu người hỏi cái chuyện của người khác vào đây rồi, đã nói là Nguyễn Hữu Nam luôn này, cảnh báo Nguyễn Hữu Nam là một này, cảnh báo luôn Vương Bùi là hai này, trong vòng 2 phút mà không tự xóa comment đi là cho ra đảo ngay lập tức. Đã nói rồi, vào live của Tùng là hỏi câu chuyện của Tùng thôi. Nói câu chuyện của Tùng thôi. Nha. Nói câu chuyện của Tùng thôi. Hỏi vườn Tùng, hỏi cây của Tùng.
hỏi về đủ thứ trên đời của Tùng. Nhá. Yeah. Thì Tùng trả lời, còn hỏi chuyện của người khác vào đây là Tùng chặn luôn. Cảnh báo trong vòng 2 phút tới, Vương Bùi mà không xóa comment là một. Chứ tôi xóa thì dễ quá rồi. Vương Bùi không xóa là một này. Đó, ông nào vừa comment ấy, Vương Bùi với ai nữa nhỉ? Nguyễn Hữu Nam là hai này, trong vòng đúng 1 phút rưỡi mà không xóa cái comment đó đi thì ngay lập tức bị chặn. Tùng hói nói là làm. Đã bảo rồi, vào cái bài của Tùng là hỏi chuyện Tùng thôi, đừng hỏi chuyện ai, đừng lắng chuyện làm gì nhá. Đừng có nhiều chuyện làm gì. Lo việc nhà mình đi. Lo kiếm tiền, kiếm cơm mà dùng đi. Kiếm tiền mà mua, đừng thích mua gì thì mua, thích mua lan thì mua, thích mua xe thì mua, thích mua nhà thì mua. Đừng lo chuyện người ta. Nguyễn Hữu Nam là một này. Còn 1 phút nữa nhá. Vương Bùi là hai này. Vương Bùi và Nguyễn Hữu Nam. Chỉ trong vòng còn 1 phút nữa nhá. Là lên đường nhá. Tùng hói nói là làm. Có con nghiện lan qua rồi. Không chơi nha. Em chào bé Bự Khi Mai. Chúc anh mỗi tối làm 2 phát liền. Sáng dậy lên đường kiếm tiền. Gom vào thật lắm để ghiền em Lan. Em không biết nên hỏi, tôi đã bảo là đừng bao giờ hỏi, hỏi làm gì. Anh có biết đâu mà hỏi anh. Trung coi bảo lấy kỳ tuần đoàn bán rồi, chán nhỉ. Bây giờ mình không có kỳ trên thân mình bán cho ông Trung coi này, căng đấy. Chào em trai Vừa Lăn Nguyễn Bảo Nam nhá. Chào Hùng Hùng Cha. Chào Thúy Vân Lê Kim. Ok anh Pháp Ngô. Đúng rồi, bác Đặng Đức Diên, đàn ông không nên buôn chuyện. Với lại hỏi Tùng, Tùng đâu biết đâu mà trả lời. Ngắm cây đây này, hỏi cây đi. Hỏi Tùng ơi, cây này có bán không? Hỏi Tùng ơi, cái cây này là cây gì? À, làm kỳ nhân giống sao? Tùng ơi, Tùng... Tùng có yêu tôi không? Đủ thứ trên đời. Chào bác Dũng Lê Đăng nha. Chết rồi, hôm nay ông anh ông đưa cái chai này qua là căng lắm rồi. Ok, Vừa Lăn Bát Đỉnh nha. À, đang có 236 người đang xem. Chào bạn Nguyễn Phương, chào anh trai Lực Nguyễn. Có 230 mấy người đang xem. Thì Tùng nói với anh em nhé, vào bài của Tùng tốt nhất là hỏi những câu chuyện gì liên quan đến Lan, liên quan tới Tùng, liên quan tới xe, không? Xe các loại luôn, xe máy, xe hơi, xe đạp, đấy, xe hai bánh, à xe ba bánh luôn, xe ba bánh nhá, chuẩn bị say, đó, xe VIP, xe hiếm, xe độ, à, siêu xe, đây là siêu xe, hồi đó nhá, mấy chục năm trước mà mua được một con Freeway này này. Mà mua được con Freeway này này là giống như bây giờ mua Rolls Royce đấy. Đó, hỏi đi, hỏi ơi, anh Tùng ơi, em muốn mua con kia anh tính giá thế nào? Em muốn chốt con này giá là sao? Ôi em mê con này quá, cho em tới đây em chạy thử phát được không? Hỏi những cái đó đi. Anh Tùng ơi, em muốn mua Kỳ Bảo Duy, chia em Kỳ Bảo Duy. Thí dụ vậy. Ok bác Huỳnh Gia nhá. Cảm ơn bác Xuân Tâm. Đó,
Anh Tùng ơi, em muốn mua Kỳ Bảo Duy, bán cho em Kỳ Bảo Duy đi. Ok, anh Tùng sẽ bán em Kỳ Bảo Duy. Bây giờ bán kỳ này, này. Bán cho anh em Kỳ Bảo Duy này, này. Bán rẻ nha. Đây, một cái Kỳ Bảo Duy cực đẹp này, này. Một Kỳ Bảo Duy cực đẹp này, bán rẻ bán nhanh, ai nhanh thì được nhá. Kể cả chung coi hay ai thì chốt kỳ trên thân này, kỳ như thế này cũng gọi là đẳng cấp luôn. Đẳng cấp luôn, kỳ này là Tùng đang bán đâu đó 2.500.000. Ngay bây giờ Tùng, những cái gì đẹp thì luôn trường tồn theo thời gian. Đúng rồi, chung coi. Rồi, nhanh ngay và luôn Tùng chia sẻ cho cả nhà một cái kỳ 5 cánh trắng Bảo Duy. Cái kỳ 5 cánh trắng Bảo Duy này chia sẻ nhanh gọn lẹ cho anh em với giá 1.9 triệu. 1,9 triệu Kỳ Bảo Duy, đúng trong vòng 9 giây mà không chốt là bỏ qua. 1,9 triệu giao lưu nhá. Kỳ này khoảng độ hơn 3 sen. Cực đẹp, cực khỏe, cực phê luôn. Nhá, cực đẹp, cực khỏe, cực phê. Một Kỳ Bảo Duy 1,9 triệu nha, 1,9 triệu một Kỳ Bảo Duy. Xin chào 242 anh em đang xem live. 1,9 triệu Kỳ Bảo Duy này. Đấy. Mất cây rồi, xong. Trời ơi rồi, chốt cho chung coi. Đó, mọi người thấy không? Tôi chưa đếm luôn, mất cây. Khổ chưa? Tôi nói ông chung coi ông nguy hiểm lắm. Hồi nãy ông đánh lạc hướng là tìm kỳ trên thân. Ông đánh lạc hướng là tìm kỳ trên thân. Nhưng mà ông thừa biết là kỳ trên thân tôi đâu có còn. Đâu có còn kỳ trên thân đâu. Đấy, không lý lấy kỳ của mấy anh em bán. Thế là ông biết kiểu gì mình bán như thế này là giá tốt. Cho nên là đọc một phát là ông cho mất cây luôn. Thưa trên đời. Sao lại nhanh thế? Quyền quyền. Ok luật ra nhá, sáng mai. Sáng mai cho anh em lấy gửi nhá. Công nhận ông Trung coi em, mọi người thấy không? Ông Trung coi ông nhanh nhá. Trong một nốt nhạc. Quá nhanh. Cảm ơn em trai, anh đã nhận được rồi. Chúc mừng chung coi đây anh em. Xin chào 222 anh em xem live. Xin chào, xin chào. Mất cây lên là mất, lên là mất. Lên là mất, lên là mất. Lên là mất, lên là mất. Giờ mình lên nữa là mất nữa luôn. Ok em trai. Chào anh Hùng Nguyễn Mạnh, chào cô Thúy Bình. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Chào và cảm ơn anh Huy Lê. Cái chỗ này toàn là cây của nhà đầu tư Thông Thái Tuấn Đoan đấy nha anh em nha. Hết sức bình tĩnh. Nhìn thực tế nó phê hơn nhiều Tuấn Đoan. Tuấn Đoan đâu rồi? Nhìn thực tế nó phê lắm. Dân Hoàng xóa ngay comment. Nếu không xóa comment thì trong vòng đúng 1 phút nữa là Dân Hoàng sẽ bị chặn. Nếu không xóa ngay comment đúng trong 1 phút nó sẽ bị chặn. Nói chung là những cây rất là đẹp thì đang nằm ở đây. Những cây đẹp nhất thì đang dành cho nhà đầu tư Thông Thái Tuấn Đoan. Nhà đầu tư Thông Thái Tuấn Đoan. Bây giờ mình phải để ra đây. Nhà đầu tư Thông Thái Tuấn Đoan. Cây là cực đẹp luôn. 2, 4, 6. Đó. 8, 9. Đấy. Có nhà Thanh Yến Huỳnh ơi. Thanh Yến Huỳnh, hiện nay anh đang có nhu cầu mua một ít kinh Bắc.
một ít Long Khánh, một ít Cờ Đỏ, một ít Pleiku. Em có thì cứ gửi qua đây nhá. Ghi tem chúng tôi rồi đây, ghi tem chúng tôi rồi. Nè. Ghi tem chúng tôi rồi. Tuấn Loan ơi, Tuấn Loan. 2 4 6 8 9. Nè. 1 này. 2 này. 3 này. 4 này. 5 này. 6 này. 7 này. 8 này. 9 này. Xin chào 236 anh em xem live nhé. Xin chào, xin chào. Rồi mình khả năng là bây giờ là 9 kỳ của Trung của Tuấn Đoàn với 1 kỳ của Trung Coi. 1 kỳ của anh Pháp Ngô. Kỳ anh Pháp Ngô đây. Đây, tiếp tục 1 kỳ này cho anh em đam mê đi. Cho anh em đam mê bán êm êm cho anh em dễ chốt. Cho anh em dễ chốt, kỳ này thì cũng y như kỳ của Trung Coi. Rất là đẹp luôn nha, kỳ này rất đẹp luôn, đang mở lá đi đọt rất là đẹp luôn. Rồi, kỳ này cũng chia sẻ cho anh em, giao lưu cho anh em. Trung Coi mới có lớp bắn tỉa. Đừng có nói cái giọng đối với anh như dân Hoàng. Em không lo việc của em lo không làm, ăn em kiếm tiền, em có nhiều chuyện làm gì, anh có biết gì đâu mà hỏi anh. Anh đã dặn là vào face của anh là chỉ hỏi anh, hỏi câu chuyện của anh thôi. Hỏi tình trường của anh. Anh Tùng ơi, anh yêu mấy cô? Đúng không? Anh yêu được mấy cô? Đúng không? Cô nào yêu anh nhất? Anh trả lời cho mà nghe. Rồi, chia sẻ cho anh em một cái kia 5 cái trắng bỏ duy kia tự nhiên rất là đẹp luôn. Kia đang mở lá đi đọt cực đẹp nha anh em nhé. Đi đọt cực đẹp nha. Cũng chia sẻ cho anh em với giá là 1,9 triệu. 1,9 triệu cho anh em giao lưu. 1,9 triệu nhé. Kia rất đẹp này, quay cả chậu này. 1,9 triệu cho anh em giao lưu nhé. Chia sẻ 1,9 triệu nhé. Một phẩy chín triệu. Chính cái kia này, 2, 4, 6, 8, 9 là của Tuấn Đoàn rồi. Cây này Pháp Ngô, cây này Trung Coi. Còn lại 1 là 2, 3, còn 3 cây nữa thôi. Tuấn Đoan là hôm trước đặt chục kỳ đấy. Chục kỳ thì chốt 1 kỳ bé rồi. Đây là Tuấn Đoan này. Tuấn Đoan đây, Tuấn Đoan là 1 này. Chụp hình cái Tuấn Đoan này. 1 này. 2 này. 3 này. 4 này. 5 này. 6 này. 7 này. 8 này. 9 này. 9 kỳ của Tuấn Đoan. Kỳ này kỳ Trung Coi này. Kỳ này kỳ Pháp Ngô này. Thì còn lại 1 kỳ này với lại 1 kỳ này còn 3 kỳ à. Đó, còn 3 kia anh em nào chốt thì chốt nhé. Còn lại chỉ còn lại 1 kia này, 2 kia này, 3 kia. Đây là 1 kia Trung Coi nhé. Thì còn lại kia này, 3 kia. Không căng thẳng như thẳng như Vương Bùi. Làm gì mà phải căng thẳng đâu. Đã bảo rồi mà sao anh em nhiều chuyện thế. Tôi đang bán lan đây thì hỏi lan đi. Anh ơi, cây này là cây gì, mấy cm đẹp không này. Anh ơi, cây này là cây gì mà đẹp thế, đúng không? Sao rễ khỏe thế, hỏi này đi. Mẹ cứ hỏi chuyện nhà người ta làm gì nè. Ok Vương Bùi, anh thấy em xóa comment rồi cho nên là em xóa bình luận rồi cho nên anh mới không chặn em đó.
Cây của anh Pháp Ngô hôm rồi mua nhỏ xíu nè. Này, chung coi lấy cái này này. Một kỳ này là một này, thì giờ chỉ còn ba kỳ này, 1 2 3 này. Nếu chung coi mà lấy luôn là lấy ba kỳ này nữa là coi bốn kỳ này là của chung coi này. Cái tính cái tật đó, cái tính cái tật mà hay đi hỏi ngược, hỏi xuôi, hỏi chuyện người ta thì vào bất kỳ bài live nào người anh em người ta cũng không thích đâu. Anh em phải bỏ ngay cái tính đi. Vào đây này, anh ơi. Ba cây này này, ba cây này á, ba cây này là 6 triệu, bây giờ anh lấy em 5 triệu 9 được không? Vậy đi. Cho nó sướng. Chào Trinh Đàm nhé. Rồi anh chốt ba cái này cho Trung coi nha, Trung coi ơi. Ok, Bá Vương ô tô. Anh chốt ba kia này cho chúng coi luôn nha. Ba kia này đẹp lắm. Anh ủ mưu. Này chúng coi này. Đây này. Tổng bốn kia này của chúng coi, nếu chúng coi lấy này. Chốt cho chúng coi ba kia này nha. Kia này chúng coi vừa chốt này. Lấy này là lấy này luôn đi. Rồi xong nha chúng coi nhá. Chúng coi thích thì ok, chốt ba kia này là bốn kia này. Là bốn kỳ này của chúng coi. Còn lại kỳ này của anh Pháp Ngô. Đấy, còn 9 kỳ này. 1 này. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 cái này là của Tuân Đoan. Đây này. Đó, 9 con này là của Tuân Đoan này. Tuân Đoan chụp màn hình cái Tuân Đoan này. Chào Minh Minh Mẫn nha. Tuân Đoan này, 9 con này của Tuân Đoan này. Tuân Đoan chụp màn hình chứ. Chụp màn hình chứ Tuân Đoan. Rồi đã nhận được tiền nhé chúng coi. Đó, 4 con này chúng coi vừa chốt xong. Chốt đồng giá luôn này. Chúng coi vừa chốt luôn 4 con này nhé. Chúng coi chụp giùm anh cái này chúng coi này. Chúc mừng chúng coi đây anh em, chúng coi vừa chốt 4 kỳ này nhá, chốt 1 kỳ mà xong giờ chốt cả 4 kỳ luôn đồng giá luôn. Chúng coi mọi người thấy chưa? Ghê gớm không? Đấy hết xong. Hết. À được. Rồi xong, rồi xong. À, đây là còn lạc 1 kỳ. Không được, kỳ này không bán. Kỳ này không bán, kỳ này hôm rồi hứa tặng một người anh. Không bán. Kỳ này không bán, hứa tặng người anh thì đem vào. Hứa tặng một người anh một cây. Một cây mà tôi thấy kỳ này đẹp quá tặng luôn, không bán. Đôi khi tặng nhau vài triệu bạc cũng bình thường anh em. Chúc mừng chung coi đã có thêm 4 cây bỏ duy. Ghi tem. Anh cho phân mạnh tay quá. À, Nguyễn Bá Nam ơi. Mới cho phân được có 3-4 ngày nay thôi. À, cách đây mấy hôm là mọi người thấy Tùng chưa bón phân đúng không? 2 tháng rưỡi là Tùng không hề cho ăn phân, kể cả cây lớn cây bé không hề cho ăn phân. Mới cho ăn phân được có 3 ngày nay. Nha anh em nha. Tùng thấy ổn định rồi cho nên là nó già dặn rồi Tùng mới cây Long Khánh của Tuân Đoan. Đây, Long Khánh nó cứ lớn nhưng mà cứ trắng đọt này. Hết sức bình tĩnh. Đấy, lâu nay là mình không, 2 tháng rưỡi là mình không cho ăn phân. Mới cho ăn phân được có 3-4 ngày. Là sao bác Cường Lương Nam? Cường Lương Nam Cường bác nói vậy, bác viết vậy em không hiểu luôn đó. Bác viết vậy là em không hiểu rồi. Ông Trung coi Tuân Đoan em học hỏi anh thôi. Anh Trần Toàn cũng đang chúc mừng Trung coi này. Trần Toàn đang chúc mừng Tuân Đoan và Trung coi. Trần Toàn đang đặt mình 50 kg.
Tuấn Đoan đặt mình, nhưng mà mình Tuấn Đoan đặt 200 ki, nhưng vừa rồi mình mới chia sẻ có 10 ki thôi. Vừa rồi chia sẻ có 10 ki. Chào Ngọc Võ An Tình nhá. Nhớ anh em nhá, một số anh em vào sau Tùng nhắc, vào bài của Tùng chỉ được nên là comment tích cực. Không 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 được nha Dũng Hà ơi. Ok chúng coi. Chào Long Trần Vũ. Có nha Long Trần Vũ, đây này. Đây này, kỳ lên kỳ luôn, khỏi mất thức nha Long Trần Vũ. Lên kỳ giao lưu Long Trần Vũ hôm rồi lấy một cái cây lấy một cây ấy đẹp quá, cây cây bỏ duy. Đây này, đôi mắt bà lấy cu chia sẻ một cái kia đẹp đi. Mất thức mất ngủ làm gì nữa. Bây giờ chia sẻ một kỳ đẹp luôn. Chia sẻ một kỳ đẹp giá đẹp. Chia sẻ một kỳ đẹp giá đẹp này Long Trần Vũ. Long Trần Vũ ơi, kỳ này là hết nước chấm nha. Rồi bây giờ Tùng lên cho anh em một cái kỳ đôi mắt Pleiku. Đó, rất là xinh luôn. Và đang còn hai mắt ngủ đây. Cái kỳ này Tùng giao lưu cho anh em là 6,9 triệu, còn hai mắt ngủ nha. À, cái này mà nó ra rễ khỏe là mình sẽ cắt ngay đây này, sẽ cắt ngay móng tay Tùng đây, thì mình vẫn còn được hai mắt này nha anh em nhá. Khi rễ khỏe rồi mình cắt ngay ở cái dây rút này này, mình vừa nói 6,7 triệu quên rồi, mình vừa nói 6,7 quên rồi. Còn hai mắt ngủ nhá, khi mà rễ khỏe là mình cắt ngay dây rút này thì vẫn còn hai mắt này nha anh em nhá. Lên tiếp. Mình vừa nói bao nhiêu tiền quên rồi. Đôi mắt Pleiku này. Đôi mắt Pleiku này anh em này. 6,9 hả? Đúng rồi. Ok, 6,9. 6,9 triệu kỳ này nhá. 6,9 triệu. Còn hai mắt ngủ nha anh em nhá. Cắt ngay chỗ dây rút này thì mình vẫn còn lấy ra được một mắt cặp đôi này. Cảm ơn bác Anh Hậu. Đây, Long Trần Vũ này. 6,9 triệu, còn Long Trần Vũ mà thực sự mà nhiệt huyết, thực sự mà thích thì mình sẽ để cho Long Trần Vũ, tại vì mua cây của mình rồi. Thì mình sẽ để cho Long Trần Vũ là 6,8 triệu cho đẹp nha Long Trần Vũ nha. 6,8 triệu nha Long Trần Vũ cho nó nhanh nha. Chốt cho Long Trần Vũ 6,8, ok. Rồi chốt cho Long Trần Vũ xong. Lên kèo là chốt kèo. Chốt kèo cho Long Trần Vũ. Long Trần Vũ mà hát phát ra Long Trần Vũ. Chúc mừng Long Trần Vũ đây anh em ơi. Ghi tem, ghi tem. Ghi tem cho Long Trần Vũ xong nha. Chúc mừng Long Trần Vũ đây anh em ơi. Hết sức bình tĩnh. Đấy, Long Trần Vũ chính thức đã có cu sau mấy chục năm sống trên trái đất. Đấy, Long Trần Vũ chính thức đã có cu rất là đẹp và tiềm năng. Còn hai mất ngủ. Đấy. Chính thức có cu sau mấy chục năm sống trên trái đất. Chúc mừng Long Trần Vũ. Cái văn hóa chúc mừng nhau thật tuyệt vời. À, nó đã và đang có ở vườn Lan Thanh Tùng. Đã và đang có ở trên live của vườn Lan Thanh Tùng. Rất là tuyệt vời, anh em không sân si. Luôn chúc mừng nhau. Ai mà mua được cây thì chúc mừng, Tùng bán được cây thì anh em cũng chúc mừng. Đó là điều rất là tuyệt vời. Mà đây là một cái văn hóa văn minh, chúng ta cần phát huy nó.
nha anh em nhé. Văn hóa văn minh chúng ta cần phát huy điều đó. Quá tuyệt vời. Mua được cây, có tiền thì mới mua được cây, mà có cây thì mới bán được tiền. Cho nên việc mà chúng ta chúc mừng nhau nó là một điều rất là đáng trân quý. Một điều đáng trân quý nha. Chúng ta nên phát huy điều đó. Có tuyệt vời. Đấy, mọi người chúc mừng đi. Mọi người chúc mừng Long Trần Vũ. Long Trần Vũ hôm rồi lấy một cái kỳ bảo duy có rất là đẹp luôn. Rồi anh em nào thích cu nữa không? Anh em nào thích cu thì mình sẽ lên một cái kỳ đôi mắt Pleiku nữa. Tưới tí cho nó mát. Cảm ơn bác Hùng Đăng. Cảm ơn bác Tuấn Vũ. Hello. Các ông ơi, tôi vừa tưới cây xíu, các ông đi đâu mất rồi? Rồi, đã nhận được tiền của Long Trần Vũ rồi. Ok, Long Trần Vũ ơi, đã nhận được tiền. Người làm sao của chim bao là vậy. Cảm ơn cô Thúy Bình rất nhiều. Ok, đã nhận được tiền của Long Trần Vũ nhé. Đã nhận được tiền. Cảm ơn Long Trần Vũ rất là nhiều. Chào bác Đạt Bách nhé. Chào anh Trần Thắng. Ok, Long Trần Vũ đã nhận được tiền nhé. Rồi, bây giờ anh em cần gì nào? Thích gì? Yêu gì là thích gì? Thích gì cây của hoi? Đấy, anh em thích gì? Anh em thích gì? Ô, tự nhiên mình tưới cây có cái mà mọi người đi đâu vậy? Mình tưới cây có cái mà mọi người đi đâu vậy? Hay là mình vừa soi vào tiền mà bị bóp trời? Anh em đâu hết rồi? Úi giời, cây bảo duy của Long Trần Vũ này. Cây bảo duy Long Trần Vũ đẹp luôn. Cảm ơn bác Văn Giang. Ok, Đạt Bách nha. Ở Thuận An thì hôm nào qua đây chơi nhá. Trung Sony. Xuân đã đến bên em, sáng xuân tuyệt vời. Xuân đã hé môi cười, môi cười cười em nhé xuân. Mang hạnh phúc cho đời, nhớ nhé em yêu. Vĩ Nam, hèn gì tìm không thấy. Mọi người chia sẻ cho Tùng cho lên đi anh em. Chia sẻ cho lên đi, tự nhiên là mình bán hàng một tí. Mình mới bán hàng có một tí, anh Cường Khuê Đồ Gỗ ơi. Anh Cường Khuê Đồ Gỗ ơi. Ok, Ngọc Võ Ân Tình. Giả bộ quay cây của em nhìn tí. Anh Cường Khuê Đồ Gỗ ơi, phê lắm luôn. Từ từ lên tứ trụ nha anh. Ok, Long Trần Vũ nha. Ô Văn Kê, ô Văn Kê. Mấy ngày không gặp mà cây lớn quá đúng không anh em?
mấy ngày không gặp một cây nó lớn quá luôn. Thu qua đông tới cho lòng nỗi yêu quạnh. Chào lại Điệp nha. Ai đang xem cho Tùng một comment thì Tùng chào và cho Tùng một lượt chia sẻ đi. Tự nhiên Tùng bán hàng có một tí xíu thôi mà bị tụt view quá, tụt view quá. Tụt view quá trời luôn. Trời đất ơi là trời đất ơi. Đây này, chăm cây như thế này này. Cố gắng chăm cây thật tốt. Để nhân giống ra rồi mới hốt. Công nhận cây của chị Trang Lê sướng thiệt tình luôn. Phê lắm. Phê lắm luôn á. Trời ơi Trung Coi. Tôi nói ông này nó thần giao cách cảm với tôi luôn. Ông Trung Coi ấy, tôi nói ông nghe. Ông là thần giao cách cảm với tôi luôn. Và tôi đang tính nói với ông một điều. Một điều mà đây. Đây là kinh bắc của ông Trung Coi nhá. Kinh bắc ông Trung Coi là một cây này. Đấy. Tôi có một cái điều gì đó mang tính thần giao cách cảm. Và tôi thông báo cho ông một tin tôi buồn. Đây. Đây này ông em. Kinh bắc của ông em ra rễ siêu phê. Mông to. Kỳ này, kỳ này phê lắm luôn. Kỳ này phê cực. Cực phê. Kỳ này cực phê. Đấy. Và bây giờ thông báo cho ông em. Thông báo cho ông em một tin khiến tôi buồn. Mà tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn luôn. Hôm nay thì trời nhẹ lên cao. Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn luôn ông em ạ. Đâu ta? Hôm nay thì trời nhẹ lên cao. Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn. Do Facebook đó em Vũ Hạnh có 17 mắt thôi. Ok anh. Em có 168. Trời ơi là trời. Đẹp y như chủ. Anh chủ vườn. Ok đây này. Bây giờ đây này. Người anh lúc nào cũng thơm phức luôn. Người anh á. Là kể cả là anh không mặc đồ, người anh vẫn thơm. Áo quần anh vẫn thơm. Nhưng mà em bảo là đẹp mập như chủ vườn là cái đó thì đúng. Còn cái này thì không đúng này. Anh em còn nhớ Tùng bán hai cái mắt ngủ cho Trung Coi với Băng Băng Lý không? Cắt hai cái mắt ngủ xuống. Mà mắt ngủ của Băng Băng Lý hiện nay là chưa thối. Băng Băng Lý thì chưa thối mà mắt của Trung Coi thối luôn. Và anh có nói một điều là nếu như mà Tùng ươm dùm, nếu như mà thối thì Tùng sẽ đổi mắt khác. Thì Tùng hói nói là làm. Tùng hói nói là làm. Cái mắt của Trung Coi là bị thối này. Kinh Bắc nha anh em nhé. Hôm rồi cắt xuống cho Trung Coi đấy. Bây giờ sẵn đây là bố luôn ra. Đấy bị thối nha anh em nhé. Thối nha. Và thay vì mà đây cắt gửi cho anh em á. Cắt gửi cho anh em. Thì giờ thối thì anh em chịu. Nhưng mà Tùng đã hứa. Cái nào Tùng không hứa thì anh em chịu. Còn cái nào Tùng hứa là Tùng làm. Hôm đó có nói nếu như mà Tùng ươm dùm. Tùng ươm dùm mà thối. Thì Tùng đổi mắt khác. Hôm nay cái mắt này của Trung Coi đã bị thối. Và anh sẽ đổi mắt khác cho Trung Coi. Ok chưa? Chơi đẹp chưa? Đó mọi người chia sẻ tuyệt vời chưa? Mọi người chia sẻ phát lên 389. Úi xồi ôi. Thấy chưa mọi người thấy chưa? Một mình Tùng không làm được điều gì hết. Hôm nay may có ông anh ngồi đây. Chờ đợi. Chờ đợi là hạnh phúc. Một mình Tùng không làm được điều gì hết. Nhưng nếu mọi người chia sẻ. Kêu gọi mọi người chia sẻ. Thì view lên. Mà view lên thì nó mới sung. Nhà Trung Coi nha. Hôm trước anh nói hai cái mắt đó là một cái mắt bán cho Băng Băng Lý, một cái mắt bán cho em. Anh ôm dùm. Nếu như thối anh đổi mắt khác. Và bây giờ nó thối cho nên anh đổi mắt khác cho em. Ok chưa? Tùng hỏi nói là làm. Chơi đẹp. Còn trường hợp nào mình không hứa thì mình chịu thôi. Đang như vậy. Đổi vậy thì mất bao nhiêu tiền? Đúng rồi, em mất cho anh Bùi ơi.
Trần Thị Na chơi đẹp, mai chơi tiếp. Đó anh, ok. Ok bác Game Đông, ok bác. Xuân Thành. Thì bây giờ bác Xuân Thành nha, bây giờ tôi hỏi bác nhá. Bây giờ cá vườn lan tôi đây này. Tôi quay cho bác xem nhá. Quay này nó chơi trong mặt không? Tôi quay cho bác xem cá vườn lan của tôi đây. Mà bây giờ bác lại xúi dại tôi là bác bảo là tôi bỏ đi. Hả Xuân Thành? Bác tối gì mà bác xúi dại tôi? Bác tự lo cái nồi cơm nhà bác đi. Bác bảo tôi bỏ lan đi. Trong đó lan này là không phải tự trên trời rớt xuống. Lan này là tôi đầu tư, thậm chí là đầu tư rất nhiều tiền. Đấy. Và tôi phải bỏ thời gian công sức ra để chăm sóc các em nó. Từ khi mà nó là một cái mắt ngủ cho đến khi nó lên kỳ năm nhất và bây giờ là kỳ năm hai ở đây. Đúng không? Tôi bỏ dày công chăm sóc nuôi trồng nhân giống. Đúng chưa? Thì bây giờ tôi bán 1 triệu, 2 triệu hay 500 ngàn hay 5-70 triệu đi chăng nữa. Thì đây á, là cái tài sản của tôi. Tôi mua, tôi đầu tư, bây giờ tôi nhân giống ra, tôi bán giá đó. Anh em thích thì mua, vừa ý thì chốt. Đúng không? Đúng không Xuân Thành? Còn Xuân Thành đừng có nói bảo là không làm giàu được. Sao lại không làm giàu được? Bây giờ bấy nhiêu lan đây bác biết bao nhiêu là người thèm không? Người ta thèm không mua được những cây như thế này, người ta mới phải mua cây nhỏ. Đúng không? Rồi xong tôi bán lan á, thì tôi có tiền tôi lại mua xe vào đây. Anh em có lan lại đổ cho tôi. Xuân Thành, tôi đảm bảo với anh em luôn, riêng Xuân Thành bây giờ làm không đủ ăn luôn. Chắc là thua tha mua ít Phú Thọ HO, thua tha mấy chục triệu, mấy trăm triệu, thậm chí là mấy tỷ. Bắt đầu giờ cay bắt đầu xúi dại tôi đi bỏ lan. Trời ơi, tôi để tôi chơi mà. Tôi làm tôi chơi. Tôi đang nhân giống, chăm sóc nhân giống. Những loại nào quý hiếm tôi nhân giống ra, tôi có kỳ bán cho anh em thích thì chốt, thích thì mua. Đúng không? Đó, rồi tôi bán được có tiền tôi lại mua xe về đây. Anh em có lan thì lại đổi lan lấy xe. Còn không có xe thì đổi tiền lấy lan. Được chưa? Tôi cũng phải mua về mới có. Nha Xuân Thành. Này Xuân Thành này, nhìn đây. Đây. Đó, tôi bán lan tôi mua đó, làm gì tôi? Tôi bán lan được tiền tôi mua xe này, hai con xe đạp này là 750 triệu này. Con màu đỏ là 750 triệu một con đấy. Con màu đỏ là 666 triệu. Con màu trắng kia là 888 triệu. Đây là xe đạp thôi nhé. Tiền bán lan tôi mua làm gì tôi? Tôi đầu tư lan được, tôi nhân giống ra được và tôi bán kỳ lan. Tôi mua được đó. Tôi mua về tôi bán tôi kiếm lời đó. Xe đây này. Hai con Freeway mỗi con là 1 tỷ 666 này. Con SH 555 này. Con Vespa 946 568 kia là 2 tỷ 2. Đó, mấy con Gia-Z đây này. Hai con này là 1 tỷ rưỡi một con. Con màu đỏ là 800, con màu xanh là 650. Con này để chơi không bán. Còn ông nào mua cái ông người này bán luôn. Lê Đức Can. Nha Xuân Thành, bỏ đi mà làm người bác ơi. Bác mới là bỏ sân si đi mà làm người. Nha Xuân Thành. Đi chưa? Chào anh Nguyễn Dũng. Đâu phải từ trên trời rớt xuống mà tôi lấy tôi bán đâu. Đó, đang thèm chết mẹ luôn cô Thúy Bình nhỉ. Ok Game Đông. Trước khi cho ra đảo phải nói vậy để tối nay mà căng máu não luôn và có khi là tòi tèo luôn. Nha Xuân Thành nhá. Tự lo miếng cơm nhà mình đi. Tôi cũng đang làm bố mẹ luôn đây, làm ngày làm đêm. Tôi làm ngày làm đêm. Làm hết ngày này tới ngày khác tôi mới có tiền, tôi mới có cây. Tự nhiên tối này bảo tôi bỏ đi. Thấy không? Thấy vườn tôi chưa? Hiểu không? Bỏ sân si đi mà làm người Xuân Thành. Nha, còn ngay sau đây anh sẽ chặn chú. Đó, thấy chưa? trước khi, tớ đó, thấy không? Tôi chửi ông Xuân Thành một cái, tự nhiên view lên 404 luôn. Đủ thứ trên đời.
mình chửi xong mình mới chặn. Mình nói không, Tùng không chửi, mình nói mình phân tích xong rồi mình mới chặn. Trước khi cho nó ra đảo phải vẽ răng nhổ nhổ lông xèo vú. Cái ông em chúng coi. Cái ông em chúng coi. À, Nguyễn Trung Kiên đâu có can chi với anh đâu mà. Mọi người nên nhớ là có hàng trăm người vào đây sân si, nhưng mà có hàng chục ngàn người quý mến Tùng, Tùng đâu có ngại đâu. Ok bác Nguyễn Đức. Trần Thắng này, Xuân Thành nghe rõ chưa? Quá nhục. Không? Ok Trung Sony. Không, trước khi mà anh cho ra đảo anh phải nói như vậy chứ Nguyễn Trung Kiên ạ. Có gì đâu. Đó. Tối nay nó khỏi ngủ được luôn. Đấy, lại tới Nam Lê nó lại hỏi bắt đầu này. Nam Lê à, Lê Nam này, Lê Nam xóa comment đi, có là đúng trong một phút nó không xóa comment của Lê Nam là chặn Lê Nam luôn. Đã nói trong bài của Tùng đừng có hỏi ai hết trơn á, hỏi tôi này. Ông Tùng ơi, ông còn sống không? Ông Tùng ơi, ông làm có đủ ăn không? Hả? Ông Tùng ơi, tiền đâu mà ông mua xe nhiều thế? Thì tôi trả lời tiền tôi bắt lan á, tiền tôi bắt lan tôi mua làm gì tôi? Tiền tôi bán được lan tôi mua xe này. Rồi giờ tôi mua 550 triệu, bây giờ tôi bán 650 triệu. Không, con này tôi mua 700 triệu, giờ tôi bán 800 triệu. Con này tôi mua 1.2 tỷ, giờ tôi bán 1.5 tỷ một con. Được chưa? Còn anh em mà có làn đem đây tôi đổi xe cho về mà chạy. Ok chưa? Hỏi tôi. Bác Tùng ơi, từ tối giờ bác bán được mấy kia rồi? Có đủ mua gói mì tôm không? Tôi trả lời cho. Bác Tùng ơi, bán kinh Bắc rẻ cho em được không? Đủ thứ trên đời. Đấy, hỏi vậy đi nha. Mẹ, những cái kịch bắc như này mà sao không thèm, thèm quá đi chứ lị. Những cái kịch bắc này sao không thèm, có thèm không anh em? Những cái kịch bắc này có thèm không? Chào bác Lê Hồng Thái nha. Đấy, thèm kinh Bắc này không? Anh em có thèm không? Lê Nam xóa comment chưa? Xóa bình luận chưa? Còn 30 giây nha Lê Nam. Nam Lê. Tuân Đoan không thèm. Chào bác Thảo Chi. Chảy nước. Thèm không? Thèm kinh Bắc này không? Chào bác Nhân Trần. Thèm kinh Bắc này không? Bất kỳ ai vào đây mà hỏi về bất kỳ chuyện gì của ai, Tùng phải khẳng định với mọi người là Tùng không biết. Và Tùng cũng không cần biết. Và Tùng cũng không cần giải thích. Làm ơn, hỏi cây dùm tôi. Thèm mà không có tiền, ok Văn Thảo. Ok Nguyễn Trung Kiên. Ok bác Phương Đình Đô. Nè, kinh Bắc này này, có thèm không? Kinh Bắc này có thèm không? Nhớ nha anh em nha. Nhớ đó. Vào bài của tôi đừng bao giờ hỏi chuyện ông A, ông B, ông C. Đơn giản là tôi không biết. Hỏi tôi, anh Tùng ơi, anh có bao nhiêu người yêu? Không biết Hồng Thơm có xem không? Đủ thứ trên đời. Hỏi anh có người, anh có bao nhiêu người yêu? Thấy chưa? Từ trước giờ anh có bao nhiêu người yêu? Anh hỏi về đi, vui vẻ. Hồng Thơm biết có xem không? Em không thèm mà chảy nước miếng. Ok Linh Thảo.
Mua của ai thì gọi cho người đó. Mua cây gì đâu, inbox hình cho tôi coi cây tôi biết liền. Nam Lê, Lê Nam. Bác inbox liền cho tôi. Tôi ở đây tôi làm việc này luôn. Đủ thứ đời. Đây. Lê Nam, Nam Lê, inbox. Inbox ngay cho tôi nhìn cây xem. Anh Tùng có cặp bồ không? Đấy, hỏi như thế. Có phải vui không? Phải ai không? Anh Tùng không cặp bồ ai cả. Hỏi thế đi. Thèm bệt kỳ hoa, thèm bệt kỳ hoa thì anh bán chưa? Thích không bán chưa? Lê Nam, inbox ngay tôi nhìn cây tôi biết cây gì mua của ai luôn. Đừng có nổ, đừng có phết với tôi mua nhiều cây. Mua hồi nào? Mua hồi nào? Lê Nam, inbox liền tôi nhìn cây xem nào. Inbox liền đi tôi nhìn cây xem. Đủ thứ đời đời mua hồi nào? Ok Nguyễn Thành Trung, phết quyền. Mọi người thấy không? Tôi ngửi mùi tôi biết ngay. Nghe nói em gói có 19 người yêu. Đúng rồi. Đúng. Anh Đặng Văn Phong hay đó. Xin chào 385 anh em. Thông báo với 385 anh em là em tổng cả vợ cả người yêu là 19 người. Em thích số 19. Hồng Thơm là người thứ 19. Chốt ở đó. Đủ thứ trên đời. Nha. Nói nó nhỏ thôi. Chốt ở Hồng Thơm. Hỏi đi, xe này mâm gì mà đẹp thế nhỉ? À, bô gì mà VIP thế nhỉ? Không. Ôi giời, cái này mâm gì mà đẹp thế, VIP thế. Sao bảo bác thích số 99? À, thích số 99 là chỉ bán cây cặp Long Khánh. Cặp Long Khánh số 99 cũ rồi. Đủ thứ trên đời. Cặp Long Khánh này đẹp lắm rồi, tuần đoàn này. Đẹp lắm luôn. Đầu tư kinh Bắc Long Khánh và Pleiku cờ đỏ Bảo Duy không tên là đúng đắn nhé. À đúng đắn, này mập rồi, mập rồi, mập rồi. Mập rồi thì sắp tới nó sẽ là một bụi mầm gốc. Một bụi mầm gốc và sẽ có những kỳ trên thân giống Bảo Duy đấy. Lại đến ông trai làng khoai nữa. Đừng có hỏi tôi. Hỏi tôi là ở anh Tùng ơi, anh có nghỉ chơi lan hay không, bỏ chơi lan hay không. Hỏi tôi đi, tôi trả lời cho. Anh Tùng ơi, anh tách cây, tách mầm thế nào, anh chăm sóc cây làm sao. Hỏi anh Tùng đi. Ôi giời ơi, ông Nguyễn Yên ơi. Ông anh tôi ơi. Ông anh tôi ơi, ông Nguyễn Yên ơi. Cho trai làng khoai đúng 30 giây để xóa comment. Không xóa comment tôi chặn trai làng khoai. Đúng 30 giây nhá. Đúng 30 giây Tùng hói nói là làm. Đúng 30 giây trai làng khoai không xóa comment sẽ chặn ngay tức khắc. Anh vẫn in phê không anh? Nhớ anh em ạ, việc của mình lo. Đừng lo chuyện ai hết. Việc nhà mình còn chưa lo chưa xong. Đừng có lo chuyện ai. Ok. Cô này anh Nguyễn Yên ơi. Chuyện nhà mình lo. Võ Khương Duy có xem không? Cô. Chơi cô này là cô chơi đẹp này. Cô này là cô chơi đẹp này. Hết sức bình tĩnh. Nguyễn Viết Thanh có xem không ta? Nguyễn Viết Thanh có xem không ta? Việc của mình lo. Anh Tùng ơi, sao anh đẹp trai thế? Cảm ơn Linh Thảo nha. Anh Tùng ơi, sao anh đẹp trai thế? Có phải hay không?
Anh Tùng ơi, anh làm cách nào mà anh có tới cả vợ cả người yêu tới 19 người? Hỏi vậy cho nó sướng. Bao nhiêu vợ không cần quan trọng, bao nhiêu người yêu không quan trọng, nhưng mà quan trọng là bây giờ chốt ở Hồng Thơm. Lại đó, Bắc Nam Đô vừa rồi chốt kèo đồng hồ với lại vợ tu. Đã vào nhà anh Tùng hói, phải nói cho vui, ok bác Trần Thắng. Đó. Tuấn Đoan ơi, khiếp hồn luôn, cây Bảo Duy này anh em, hôm rồi bán cho Tuấn Đoan đó anh em còn nhớ không? Hôm rồi là bán tới đây này. Hôm rồi bán tới đây này. Và bây giờ nó mọc lên bấy nhiêu đây nữa nè. Khiếp hồn cây Bảo Duy này. Quá phê luôn, hơn 80 sen. Tuấn Đoan nói là rút đọt, nhưng mà mình theo mình lại chưa nên rút đọt. Hết sức bình tĩnh. Ok bác Phương Chu. Ok Hoàng Trần Minh. Em đẹp thế Pleiku ơi, trái tim tôi muốn vỡ tan rồi, không dám nhìn vào đôi mắt ấy. Đôi mắt Pleiku biển hồ đây. Xin lỗi anh Tùng nha, anh làm sao mà đầu anh hối vậy à, hay này. Đây. Đầu hối cho nên mới nhớ dài đó bác Nam Đô. À, hỏi anh làm sao mà đầu anh hối vậy. Lý do mà hối á, là do suy nghĩ nhiều, lo lắng nhiều, lo công việc, lo làm. À, trong gia đình mà bố mẹ có ốm đau bệnh tật gì cũng lo toan hết trơn, lo lắm luôn. Vợ con ốm đau gì, sất xá gì cũng lo lắng không ngủ được luôn. Cây cối có mệnh hệ gì cũng lo lắng luôn. Cây của anh em có thối đấy, mắt ngủ chung coi thối đấy. Mắt ngủ kinh bắc của chung coi thối cũng lo luôn, mình lo vậy mình kiếm cái mắt nào mà đẹp như thế trở lên để đưa cho chung coi. Cho nên đầu tóc nó mới trụi đi. Nhưng mà ông trời ông không lấy của ai hết tất cả, mà ông không cho ai hết tất cả đấy. Đầu thì hói do trụ, nhưng ông lại bảo là thôi tao cho mày bộ lông mày cho nó xanh tốt. Tao cho mày bộ lông mày cho nó xanh tốt. Đấy. Thế là lông mày của mình thì dài. Lắm lúc mà dài quá thế là mà tắm nó cứ chọc chọc vào mắt, mình phải cắt bớt cái đoạn này đi. Mình phải cắt cắt bớt cái đoạn này đi này, nó dài nó tắm nó chọc vào mắt đấy. Nhất là lúc đi bơi ấy em. Lúc đi bơi á, nước nó đây. Nhìn mặt ghét à. Đủ thứ trên đời đấy. Đấy. Chán như hói như này, như này này, nhớ dài bác Nam Đô. Đây. Đó, anh em làm như mấy người kia like bắt đầu nó ít ít anh em xem là mấy người kia xuống like hết rồi sao á. Bây giờ vẫn còn 386 anh em xem like. Rất là tuyệt vời, cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Rồi đang trong lúc đông đông này thì mình lại chia sẻ cho anh em những con giống đẹp đẹp đi. Mình chia sẻ cho anh em con giống nào đẹp đẹp nhá. Đẹp luôn. Chia sẻ đẹp luôn, chia sẻ vui vẻ giao lưu nhá. Đừng quan trọng giá đâu anh em ạ. Bây giờ anh em nào mà mua được thì mua. Đấy, đây này, cái kỳ người đẹp không tên rất là đẹp luôn. Kỳ người đẹp không tên rất là đẹp luôn. Mình chia sẻ cho anh em với giá là 1,9 triệu nha. 1,9 triệu. Giao lưu với anh em. Mà thôi số đẹp đi, anh em số đẹp đi chuyển cho mình 1 triệu 79 đi. 1 triệu 79, 79, 79. Cho nó vui vẻ nha. Cho nó vui vẻ. Bác xem cây Bảo Duy của em nhìn có ghét không? Rút ngọn luôn đi bác ạ. À, nhìn ghét lắm luôn. Nhìn ghét lắm luôn á. Này, cây người đẹp không tên này. 1 triệu 79 79 79. Cho nó nhanh cho anh em nhé. 1 triệu 79 79 79. Cho nó nhanh cho anh em này. Cây người đẹp không tên. Cây người đẹp không tên nhé.
hói theo gen đấy. Bác Ngọc Dũng cũng có phần đúng, bố mình thì cũng hói, ông mình thì cũng hói, mà bác Hồ của mình cũng hói, rồi các Mác Lenin cũng hói. Bây giờ ông Putin, Vladimir Putin cũng hói, John Biden cũng hói. Đủ thứ trên đời, ông nào cũng hói luôn. Đấy, đang trong lúc chờ đợi thì chia sẻ cho anh em một cái kỳ giao lưu này. Anh em nào chia sẻ giao lưu một cái kỳ Ngọc Sơn Cước cho nó vui vẻ nhé. 999k, còn một bát ngủ. Ok, bác Phạm Đức Thịnh. 999k một cái kỳ Ngọc Sơn Cước nha anh em. Kỳ Ngọc Sơn Cước còn một bát ngủ 999k. Giao lưu anh em cho vui. Giao lưu anh em cho vui nhé. Đây này, bây giờ thay đổi không khí. Thay đổi không khí. Mình hiểu anh em nó muốn gì rồi. Mình hiểu anh em muốn gì rồi nha. Anh cũng gần hói rồi, ok anh. Thương lắm miền Tây. Ở xã hội nếu am hiểu được nửa ông bạn Tùng này thôi, hiểu được một nửa ông bạn Tùng này thôi, thì theo tôi nghĩ có cái ăn cái mặc rồi, đừng nên ở đó mà ranh với cười, ganh với người ta. À, gọi là ở xã hội này nếu âm hiểu được bằng một nửa ông bạn Tùng này thôi, thì theo tôi nghĩ cũng có cái ăn cái mặc, đừng nên ở đó mà kiểu là sân si với cười người ta. Ok, ok bác thương lắm miền Tây. Thôi tôi hiểu ý bác nói, có nghĩa là một số thành phần vô thấy ông này ông kia xong vô đây lại hỏi này hỏi nọ, đúng không? Như thế là không tốt, không hay. Việc mình làm, mình làm mình kiếm mình ăn, mình lo cho gia đình, cho lo vợ con nhà mình đi. Mình lo cho cái miếng cơm bánh áo của mình đi, đừng lo chuyện người ta. Tại chuyện người ta thì người ta tự lo, chứ mình có lo thì cũng không được. Bây giờ mình biết anh em muốn gì rồi, cho nên mình sẽ lên một cái gì đẹp đẹp hay hay, đẹp đẹp hay hay cho anh em này. Đẹp đẹp hay hay nhé. Đẹp đẹp hay hay cho anh em. Em chào anh Ngọc Ánh Đỗ. Em chào anh Ngọc Ánh Đỗ. Sau đây em sẽ lên cho cả nhà một cái kỳ. Một cái kỳ đôi mắt bờ lấy cu. Bờ lấy cu. Em chào anh Mai Thanh Hòa. Đây là một kỳ đôi mắt Pleiku này anh em này. Nó ra một kỳ ở giữa, còn hai bên thì nó đang còn hai mắt ngủ. Cái mắt ở gần đây thì nó thức thức lên rồi. Đó, cái kỳ đôi mắt Pleiku này Tùng chia sẻ cho cả nhà. Chào Tí Phan Tí nha. Tùng chia sẻ cho cả nhà với giá là 6,6 triệu nha. Một kỳ Bảo Duy. À sorry, một kỳ đôi mắt Pleiku. Tùng có đi spa không mà không có tí vết nhăn nào nhỉ? Con mới có hơn 30 tuổi cô Thúy Bình ơi. Cho nên là vẫn còn đang còn trẻ lắm. Tùng chia sẻ cho cả nhà với giá là 6,6 triệu kia đôi mắt Pleiku này nhá. 6,6 triệu một kia đôi mắt Pleiku nhá. 6,6 triệu. Em đẹp thế Pleiku ơi, trái tim tôi muốn vỡ tan rồi, không dám nhìn vào đôi mắt ấy, đôi mắt Pleiku biển hồ đây. 6,6 triệu. Có hàng thông xanh trong đôi mắt em, có dòng xê san trong đôi mắt em, có hương rượu cần say men, có ngọn lửa nào đáng nhén chơi vơi.
Em đẹp thế Pleiku ơi, trái tim tôi muốn vỡ tan rồi, không dám nhìn vào đôi mắt ấy, đôi mắt Pleiku biển hồ đây. Giao lưu giao lưu. Em hói quá Tùng hói ơi. Xe đầu cu một tí đi nào, xe đầu cu cho nó mau lớn. Cô này là cô của Trung Vũ, cô Trung Vũ hôm rồi là chốt là tới đây nè anh em, hôm rồi chốt đâu đó khoảng độ chắc 50 sen, bây giờ 2, 4, 6 80 sen rồi. 80 sen là Trung Vũ ơi, có đang xem không? 80 sen rồi, 80 sen rồi. 2 này, 4 này, 6 này, 80 sen, hơn 80 sen ở Trung Vũ ạ. Hơn 80 sen. Ok, đời là thế. Bác Hoàng Trần Minh chốt cái gì ạ? Tùng sợ vợ nên không dám chơi bướm. Em thì nói chung là bây giờ em tập trung chủ yếu cao độ là bốn cái mặt hoa tứ trụ, bao gồm là đôi mắt Pleiku, cờ đỏ, kinh bắc của Long Khánh, khen hát hay, hay 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 ấy. Cảm ơn bác Trần Lực. Đấy, cây của đời là thế thì là sẽ là nó sẽ là đây. Úi dồi, này mập lắm. Mập rồi, mập như này là sắp ra một bụi mầm gốc rồi. Sắp ra một bụi mầm gốc rồi, mầm gốc của cái cây mẹ vẫn còn một mầm nó rất là rõ rồi nè. Rồi mầm gốc của cái mầm của cây con nữa nè. Chào bạn Đỗ Giang nhé. Cây này lên một lá nữa này. Ủa anh gọi tím lên chung chưa? Chuẩn bị lên. Ờ nhưng mà ý là ai mà gửi nó? À. Ok cả nhà. Bây giờ mình sẽ lên cho anh em thích kinh bắc không? Long Khánh và Pleiku cờ đỏ không? Nguyễn Trung Kim đang thích kỳ hoa. À hôm qua ai hỏi Phục Tin mà lúc qua lo nói chuyện quá là không. Trời ơi bây giờ mọi người biết không, Phục Tin bây giờ lá nó đột biến luôn rồi. Phục Tin lá nó phát tài luôn rồi anh em ơi. Hôm nay mới thấy nè. Anh Đức Lê, anh Lê Đức Ca đây. Phục Tin hôm nay là đột biến lá này này. Lá sọc luôn rồi. Ừ. Ô không để ý này, hôm nay ra lá sọc luôn này. Anh em ở nhà anh em Phục Tin có ra lá sọc không anh em? Sao hôm nay thấy Phục Tin lá sọc này? Đây ra lá sọc, Phục Tin. Ra lá sọc luôn rồi. Đó ha. Lá sọc phát tài luôn. Không biết nhà anh em Phục Tin có lá sọc không? Cây này thì không có này. Cây này cũng không có. Em chào anh Lê Văn Thoán. À, anh Lê Văn Thoán vừa rồi là cũng chốt một cái cây 5 cây trắng kinh bắc rất là đẹp như cả nhà nhé. Anh Lê Văn Thoán vừa nói xong có đây. Anh Lê Văn Thoán sọc phát tài. Mầm gốc nó ra đây anh. Phát tài anh Lê Văn Thoán ơi. Nhận nhiều công trình vào anh ơi, nhận nhiều công trình vào. Em cũng có một người bạn làm công trình y như anh ấy anh. Thật sự là phát tài, hôm rồi bạn cũng sang đây, bạn lấy một cái cây phát tài của em luôn. Bạn tên là bạn Nam, học cùng với em. Bây giờ làm rất là nhiều công trình rất là lớn luôn, nhận rất là nhiều công trình lớn. Nào anh em gặp giao lưu. À, Phục Tin cái cây kia là lá phát tài, cây này, à cây này cũng có luôn này. Ô Phục Tin hay là Phục Tin nó lớn là lá phát tài anh em nhỉ? Phục Tin nhà anh em thế nào?
Ô, hai cây phát tài luôn nè anh Can ơi. Hai cây luôn nè. Hai cây 52 phát tài luôn. Phụng tin lá phát tài luôn anh em ơi, lá phát tài rồi. Đây này, đây một cây đây này. Được rồi anh Nguyễn Yên ơi. Từ dưới đi lên cái lá nó là nổi nha. Giáo diện tùng hối giống y chang. Sư thích đang thích. Sư thích đang thích nghe tên lạ vậy. Em là thích đủ thứ. Nguyễn Thành Trung của anh cũng mới hai lá ngọn phát tài. Ok anh. Nhờ mắt tay của ảnh em. Nhờ mắt tay của ảnh em. Nhờ mắt tay của anh. Không phải hồng ở đây là kia. Cái này là cái gì nhỉ? Phụng tiên. Sáu mắt phụng tiên nữa cả nhà. Giờ lá nó phát tài luôn nữa này. Mấy lá dưới đâu có phát tài đâu. Đâu có đâu. Giờ nó lên trên này là phát tài luôn. Kinh Bắc bây giờ nó cũng phát tài luôn rồi nha anh em. Khiếp hồn luôn. Kinh Bắc mấy cây phụng tin bé bé này đâu có phát tài đâu. Phụng tin này đâu có phát tài đâu. Đấy. Vậy là phụng tin lại tiếp tục phát lá phát lên lá phát tài rồi. Bác Tùng có cặp trái đẹp quá. cái gì bác Tùng có cặp gái đẹp quá, có thấy đâu mà bỏ đẹp quá trời. Cái gì đó bác Trương Đức Duy, bác Tùng có cặp gái đẹp quá, có một thôi. Chào bác Thượng Hải nha. Chào anh em, chào Tùng Hối đẹp trai. Một chậu lá sọc là bao nhiêu tiền? Lá sọc loại gì vậy? À, cái lá sọc vừa rồi cho em cho bác xem á, là nó đột biến, tức là cây phụng tin, sáu mắt phụng tin là một cái loại bệt đột biến. Đột biến rất là đẹp luôn. Và từ trước giờ thì nó không có lá phát tài đó. Nhưng bây giờ thì nó đang lên lá phát tài giống Kinh Bắc đấy. Kinh Bắc bây giờ là cây của vườn Tùng với một số cây của anh em là đang ra lá phát tài. Còn cái phát tài mà của anh Lê Văn Thoán kia là phát tài gì ấy nhỉ? Tự nhiên mình quên luôn này. Bác Tùng có cặp gái đẹp quá. Kinh Bắc phát tài chứ không phải phụng tin. Kinh Bắc thì cây nhà Tùng là mấy cây có la phát tài mà. Đây nè. Kinh Bắc nhà Tùng đây là nó đang ra lá phát tài đây nè. Đây này, một lá này phát tài này. Còn đây cái cây chậu này thì lá phát tài nhiều hơn này. Nhà bác Lê Thắng này. Hoàng Huynh, xóa ngay comment. Hoàng Huynh xóa ngay comment, tôi đã bảo vào trong bài tôi đừng có nói chuyện của ai hết. Vào trong bài tôi đừng có nói chuyện của ai hết. Trong vòng 30 giây bác không xóa thì tôi sẽ chặn bác luôn. Đây Kinh Bắc của vườn Tùng đây. Kinh Bắc của vườn Tùng đang ra lá phát tài đây các anh em này. Tưới vào các anh nhìn nó mới đẹp. Còn đây là đang cái lá nó đang xịt phòng bệnh đấy. Này. Kinh Bắc là đang ra lá phát tài đây anh em này. Kinh Bắc là mặt hoa đỉnh cao rồi mà giờ là còn lá phát tài nó chịu sao nổi. Hoàng Huynh, 30 giây nó không xóa comment là chặn luôn. Bất kỳ ai vào đây nói chuyện người khác là bị chặn. Đã bảo rồi. Đấy, Kinh Bắc ấy. Nha Hoàng Huynh nhé. Ok bác Trần Lực. Cặp giái tai mà bác lại đọc là giái chết điểm. Đủ thứ trên đời. Hoàng Huynh xóa chưa?
Lê Thắng ơi, Kinh Bắc là có cây có lá phát tài, có cây không nhá. Không phải cây nào nó cũng ra đâu. Đây này, Kinh Bắc đây mà nó chưa phát tài này anh em ơi. Đây Kinh Bắc đấy. Nhưng mà cái này là chưa ra được cái lá nào phát tài. Rồi chưa ra được cái lá nào phát tài hết. Kinh Bắc đấy. Mầm lớn mầm bé đủ thứ trên đời. Cảm ơn bác Trần Lực. Chào bác Xuân Lão Cái Bang nhé. Chào bạn yêu Trần Vì. Chào Phạm Định. Chào bác Trần Hoài. Nó bảo là vào thì đừng có nói chuyện người khác. Lo việc miếng cơm nhà mình đi, nồi cơm nhà mình đi. Nó cứ phải sân si làm chi cho nó nhọc. Người ta có chết thì có ảnh hưởng gì tới nhà mình. Đấy. Máy bay của OneNut đã rớt rồi đó. Thấy không? Máy bay chở thủ lĩnh lãnh đạo của OneNut đã rớt rồi đấy. Thì sao? Thì sao? Quân lính của OneNut một nốt nhạc là nó chín luôn nhé. Thì sao đâu? Ôi giời ơi. Ôi giời ơi, cái cây cờ đó. Chào bác Thượng Hải, cảm ơn bác. Anh ơi, cái cờ đỏ trên thân em nhú lên chưa? Cái cờ đỏ trên thân của em nhú lên chưa hả? Thối rồi. Chào bác Cơm Việt nha. Lúc nãy anh có quay rồi mà ta. Lúc nãy em không xem hả? Giờ anh quay lại cho em xem. Giang hồ hiểm ác tới rồi đó. Giang hồ hiểm ác. Mấy ông giang hồ hiểm ác tới rồi đó. Đây này, chúng coi nè. Lúc nãy anh có quay rồi nè. Đây em. Phê cả chậu này có nuôi có mình nó mà. Cái lá cờ đỏ nó vàng so với bất kỳ lá nào nha anh em. Công nhận Tùng Hối có cặp gái đẹp. Đủ thế trên đời. Anh em nào lấy cái mầm này này. Hai kỳ này đã bán này. Hai kỳ này đã bán này. Cắt một phát là còn loài là một cái mầm gốc này cờ đỏ đây. Phê lắm cái này là 20 mấy gần 30 cent mầm này phê lắm. Mình bán hai kỳ trên thân rồi. Ra rễ khỏe là mình sẽ cắt một phát là xong còn lòi lại một cái mầm gốc cây 52. Một cái mầm gốc cây 52 này phê pha luôn. Anh em nào thích mầm gốc cây 52 này gần 30 cent luôn. Cây này đi từ nay đến cuối năm thì hết nước chấm. Cờ đó là một mặt hoa đỉnh cao nằm trong top tứ trụ triều đình. Nằm trong top tứ trụ triều đình. À tí này. Cái cây mà hôm rồi này Trung. Cây Long Khánh mà mầm gốc đó. Lên rồi. Đấy đi đây, đi đây. Thấy chưa? Vậy là ăn thắng nhá. Đấy. Hôm rồi nhớ anh đem vào cắt xong anh ấy không? Đấy, lên nè. Đấy. Cây tín, cây tín cây này hay sao? Ước quá bạn ơi. Ước thì chốt nha Đỗ Giang. Phê luôn nè. Cờ đỏ phê luôn. Vào chưa Đỗ Giang ơi, vào chưa, vào chưa. Tôi nhớ bạn rồi, vào nhanh ngay vào luôn. Long Khánh của Lê Đức Can. Long Khánh của Lê Đức Can này. Nó cũng bị trắng cái đọt này. Nó là đi mạnh quá. Quang Vinh, Vinh Quang còn xem không ta? Vinh Quang còn xem không? Vinh Quang ơi còn xem không em? Chào bác Trần Hiền nhé.
Hôm nay mình livestream ở bên kia, đứa em bảo là bạch tuyết nó to, mà nhưng mà mình nhìn cái cây nhà mình to dã man. Cái bạch tuyết nhà mình cái thân nó to. Thân to lắm luôn. Bạch tuyết nhà mình này anh em. Đâu phải cây ở Lâm Đồng hay cây mà Bắc mới to đúng không? Đây bạch tuyết vườn mình đấy. Cũng to quá chừng trời luôn. To lắm luôn. Này đang đi đọt. À hôm rồi rút đọt rồi này. Vừa rút đọt. Đây. Bạch tuyết như này là to đúng không? Cái thân này mà là khoảng gần 1 mét. Thân này gần 1 mét. Ok anh Lê Văn Thoán nha. Cờ đỏ, mắt có đỏ không chú? Hỏi thiệt, đỏ chứ anh. Cờ đỏ nữa em năm bông nó phê văn tê luôn mà anh. Cờ đỏ này. Cờ đỏ màu đỏ của nó khác với phần còn lại của thế giới lan va. Bạch tuyết to đông luôn. Rất là to. Mắt nó đỏ và khác với lại phần còn lại của lan đột biến nha. Anh Lê Văn Thoán. Chúc mừng anh đã có kinh Văn Bắc. Này. Phê lắm. Khác chưa. Đam mê. Anh em đam mê, em bây giờ vẫn còn thèm. Trần Anh Đức là miền Nam, giờ bỏ lan hết, còn mỗi chú Tùng là đỉnh nhất. Úi dồi ôi, đây này, đây xương xương hai ba ông đây này. Đó, giờ này hai ba ông nữa nó còn lọ mọ đây này. Ở đó mà bỏ hả? Giờ em không nhớ nó nằm chỗ nào đó bác Phương Chu ơi. Đem ra ngoài rồi bây giờ em tìm hơi căng. Bác inbox cho em cái mai em cho anh em chụp cho bác. Bác Phương Chu nhé. Để em nhìn xương xương đây xem có không nhé. Bác Phương Chu hôm rồi chốt một cây đôi mắt Pleiku. Đôi mắt Pleiku. Ở đây rồi, ôi giời ơi, thấy luôn mới ghê chứ. Đây, bác Phương Chu ơi. Phương Chu. Thấy luôn bác Phương Chu ơi, thấy luôn. Phê, nói chung là phê. Cây là phê nhá. Nhìn thực tế phê lắm. Ô, Nguyễn Sơn, bây giờ Nguyễn Sơn xuống đây kịp không ta? Quên lúc nãy, tại vì Nguyễn Sơn hôm nay không có xem live đầu tiên. Nguyễn Sơn mà xem live đầu tiên là anh rủ rồi. Tại vì lúc nãy là có chú Văn Trung xem này, anh Lê Đức Can này, rồi Hoàng Tín xem này, cái rủ phát là sang luôn. Cảm ơn bác Đào Kế nha. Đúc anh để được cái sướng là sao em không hiểu anh Lê Văn Thoán. Đúp anh để được cái sướng là sao em không hiểu luôn. Em không quan hiểu luôn. Em không hiểu. Trời ơi, rồi xong. Rồi xong. Chắc là để anh chụp cái cho sướng hả anh Lê Văn Thoán. Các ý anh vậy chứ anh nhắn tin thì em đọc em không hiểu. Để anh chụp cái cho sướng hả hay sao?
À đúng rồi ha. Đấy em ơi, anh chụp được chưa? Em vừa soi lâu lâu anh chụp được chưa? Để anh chụp cái cho sướng đúng không? Nè. Em phải để xa máy. Em để xa máy tại vì em đang xài đèn flash á. Em để xa cho nên em zoom lại cho anh dễ chụp đúng không? Đây này, ngoài đời là nhìn nó như thế này anh nhá. Hôm rồi cây của Hồ Quốc Duy này. Nhỏ hơn cây của anh luôn. Bây giờ cây như thế này. Nguyễn Công Tinh, Nguyễn Công Tính, Nguyễn Công Tính. Hồng bây giờ lên hồng gì được. Cây Long Khánh như em đẹp không? Hả? Hết được chấm luôn. Xong rồi, ok anh Lê Văn Thoán. Đẹp hả? Quá đẹp luôn. Anh nói là cái này đúng rồi đó luôn. Ok, bây giờ anh em muốn tụng lên một cái gì nữa nào? Anh em muốn tụng lên một cái gì cho yêu yêu đi. Thôi bây giờ này đi. Tự nguyện luôn. Tự nguyện luôn lên cho anh em một cái... tự nguyện lên cho anh em một cặp. Đây. Chắc Nguyễn Sơn đúng không? Nguyễn Sơn đúng không? Cam với tội là hôm nay không có gì xem live lúc đầu. Đây. Tùng chia sẻ cho anh em một cặp người đẹp không tên này. Đây là một kỳ. Đây là một kỳ. Hai kỳ này đẹp như nhau. Một cặp người đẹp không tên này á, chia sẻ giao lưu cho anh em để kết thúc buổi live này. Để tiếp anh em một tí. Hôm nay xuống live sớm, tiếp anh em một tí. Một cặp này. Không quan tâm Minh Quang. Muốn mua rẻ sang bên đó. Bận tâm làm gì. Sang đây mà cứ nói này nói kia là tôi chặn luôn đấy. Nhà Minh Quang nhé. Rồi hỏi nó sao nó bán rẻ thế. Bảo mày mua cây fake hay mày mua cây giả hay cây mày yếu. Sao mày bán rẻ thế. Thì mày bán rẻ thì tao mua đi. Chứ đừng sang đây tự nhiên nói vậy làm gì em Minh Quang. Mai á, sang nhà ông hàng xóm á Minh Quang. Sang nhà ông hàng xóm. Bảo á, nhà ông, ví dụ bây giờ nhà ông bán tủ lạnh. Nhá, nhà ông, ví dụ nhà ông hàng xóm nhà bạn á, bán tủ lạnh đi. Thế có khách vào mua tủ lạnh. Thì Minh Quang nói với ông chủ nhà mà, bác ơi bác, sao mà cháu thấy cái chỗ cái nhà ông kế bên kia thì bán tủ lạnh rẻ lắm, giống y như bác luôn, mà rẻ lắm. Rồi ông trả lời cho nhà Minh Quang. Thấy không? Còn bây giờ vào cái like của Tùng. Tùng nói là đừng bao giờ nói chuyện của bất kỳ thằng nào trên đất nước Việt Nam này với tôi cả. Chuyện gì của họ mà tốt đẹp, thấy không? Chuyện gì của họ mà tích cực thì vào đây kể. Làm gì phải giật mình? Chưa. Nha Xoan Lam, tôi không muốn là ai đó vào bài của tôi để nói chuyện người khác. Ai bán rẻ thì đến tôi đâu mà mua. Nha Xoan Lam nhá. Còn bây giờ ví dụ thằng A, thằng B, nó có bán rẻ hay nó có như thế nào, nó cũng phải đi mua về nó bán. Không phải tự trên trời rớt xuống. Còn tôi đây, tôi có bán rẻ chăng nữa thì tôi cũng phải mua giống từ lúc đầu. Tôi chăm sóc, tôi nhân giống, nó đẹp. Thấy không? Xe Nhật khác xe Trung Quốc, đúng rồi. Tiền nào của nấy. Thì thấy rẻ thì sang đấy mà mua. Đúng không? Hồi trước ai mua rồi bao này bao kia. Vậy thì bây giờ ai trả tiền gốc, ai trả tiền lãi. Đúng không? Chỗ nào rẻ sang đấy mà mua, mà tốt nhất là mấy ông này chặn đi. Mấy ông này nhiều khi cái nick ảo của thằng A thằng B. Chặn luôn. Cho mà chừa.
mày hả bưởi. Mày hả bưởi. Ship cho em lon bia. Ok Tuấn Loan, chào Bắc Đinh Chánh Lẻ nha. Chào anh Trang Nguyễn Duy. Rồi, cái người đẹp không tên này đang mở lá đi đoạt đẹp. Người đẹp không tên. Một cặp người đẹp không tên đẹp như này, Tùng chia sẻ cho anh em giá yêu yêu. Chia sẻ yêu yêu cho anh em giá sưu tầm con giống. Chia sẻ cho anh em giá 2,9 triệu nha. Ok, ok Nguyễn Văn Sĩ, chuẩn giống này. Kỳ đẹp này. Đấy không? Chuẩn giống này, kỳ đẹp này. Kỳ khỏe này. Giá hợp lý này, hai kỳ này bán có 2,9 triệu. Hợp lý thì mua. Chào anh người rời Đại Phong Yến. Hello em ruột và anh chị em yêu Tùng nhé. Anh đi mô mà bây giờ anh mới vô. Em hỏi anh đó, anh đi mô. Anh đi với trà xanh, trà sữa hay là sugar? Hả? Anh đi mô. Hả? Anh đi với Tiểu Tam. Hả? Hả? Báo là lấy ba cái điện thoại đi. Em để cho 1,4 tỷ. Tiểu Tam, trà sữa, sugar daddy. Nghe không? Lấy đi mà dùng. Đi đi bây giờ mới vào like. Từ tối đến giờ nó xôm đậu. À đi ba hả? Ái chà chà kinh đấy. Đúng rồi bác Nguyễn Tuấn Dương. Nguyễn Dương Tuấn. Đây hai kia người đẹp không tên là 2,9 triệu anh em nào chốt. Hai kia người đẹp không tên là 2,9 triệu. Quá đẹp luôn. Rất đẹp, rất khỏe, rất lực. Cây chuẩn giống 100%. Bỏ vài ba triệu ra chơi. 2 kỳ 2,9 triệu. Đấy. Thích thì mua, thích thì chơi. Đang trong lúc chờ đợi thì mình lại lên một cái kính Bắc nha. Lên cái kính Bắc cho anh em. À hôm rồi ai hỏi Phụng Tin ta. Ai hỏi Phụng Tin mà lúc đó mình lu bu mình quên luôn á. Cái Phụng Tin. Tùng chia sẻ cho anh em cái Phụng Tin này với giá mềm mại yêu thương là 6,6 triệu nhé. 6,6 triệu cái Phụng Tin này. Giao lưu giao lưu. Em Minh Quang, em có bị làm sao không? Hả Minh Quang? Thì anh vừa nói với em đó. Tự nhiên em nói vườn A vườn B. Em nghĩ bây giờ em bán lan. Rồi em livestream giống anh, rồi anh vào hoặc ai vào nói bảo là bên đó bán giá rẻ. Sao bên đó bán giá rẻ hay này kia nó thì rẻ sao đấy mà mua? Em nghĩ sao? Tại sao em không nói điều tích cực? Em hiểu không? Hỏi người ta phải, trước khi hỏi người ta phải suy nghĩ xem là có nên hỏi hay không. Tự nhiên bây giờ anh thì anh đang bán, ví dụ 1,5 triệu. Anh bán 1,5 triệu một kiki người đẹp không tên. Rồi em vào em bảo, ủa sao mới thấy bên kia chỗ nọ chỗ kia bán được 1,3 triệu. Hay thấy chỗ nọ chỗ kia kiki vậy bán được 1,4 triệu. Có phải là dở người không? Phải là dở cái thằng người không? Ok Lê Văn Thoán.
đúng không em? Đúng không Minh Quang? Em hỏi, em rất là bị làm sao luôn á. Em nói là ý em hỏi xem bên đó có lý do gì không thôi. Em hỏi nó làm mà em lại bảo hỏi anh làm sao bố anh trả lời được. Em hiểu không? Em hỏi lại phải hỏi nó. Sao em được hỏi anh? Nó làm mà sao em hỏi anh? Tự nhiên nó phang con nhỏ đó. Mà trong đó con nhỏ bị sida. Tự nhiên em đi hỏi anh bố, anh ơi tại sao thằng đó nó phang nhỏ đó cho nó bị sida? Hả? Nó làm mà em bảo lại đi hỏi anh. Bố anh cũng không biết được. Muốn cái gì thì hỏi nó, sao lại hỏi anh? Anh đã bảo rồi, vào live của anh đừng có hỏi thằng nào hết. Đừng có nói chuyện thằng nào. Bây giờ anh đang bán, anh đang bán là 1,5 triệu một kg, đúng không? Em lại bảo là ủa sao thấy bên đó bán rẻ thế? Tại sao anh Tùng ơi, tại sao bên đó bán rẻ rẻ thế? Nó thích thì nó bán. Nó bán hàng xấu, nó bán hàng fake, đúng không? Nó bán hàng yếu. Thậm chí là giống như nhau, nhưng mà nó thích bán ra đó là kệ nó. Tự nhiên nó làm, em lại đi hỏi anh, đúng không? Nó làm con đó có bầu, đúng không? Nó làm có vợ, mà nó làm con đó có bầu, đúng không? Giờ con đó bắt đền, không? Rồi nó chối, nó không phải là của nó. Nó làm con đó có bầu, xong em hỏi anh, anh Tùng ơi, tại sao mà thằng đó nó làm con nhỏ đó? Đủ thứ trên đời, nha, Minh Quang. Đúng không ông Đại Phong Nguyễn? Ông Đại Phong Nguyễn đi ba. Thấy không? Gặp em Sugar trong đó. Mướt mát quá, ngon quá. Sau ông Đại Phong Nguyễn làm nhỏ nó có bầu. Nhỏ nó theo về cho ông Đại Phong Nguyễn bắt đầu làm sượt vèo đi. Đúng không? Rồi cái Minh Quang vào hỏi anh Tùng ơi, anh Tùng, ủa sao ông Đại Phong Nguyễn lại làm nhỏ đó vậy? Trời ơi là trời. Đủ thứ trên đời. Mà đặc biệt trong này chuyện làm ăn, chuyện buôn bán, đúng không? Anh đang bán 1.500.000 một ki. Rồi cái em bảo ủa anh ơi sao bên vườn A bán có 1.3 triệu, đúng không? Như vậy là không được nha. Còn ok, nếu em không có ý gì xấu mà em vô tình, chúc anh sẽ mở Minh Quang, ok được chưa? Ok thì anh mở, không ok thì thôi. Mày đi làm cái gì mà mày bay với mày nhảy tối ngày vậy? Đó là những bài học cho anh em. Anh em đang xem ở đây, đi xem live bất kỳ ở đâu. Không? Tự nhiên vào hỏi một cái câu mà rất là phi lý. Đúng không? Ông Đại Phong Nguyễn. Đủ thứ trên đời. Đang không chơi thì chơi đẹp. Đấy. Ừ. Đúng rồi, đúng rồi. Thôi hối ơi, ví dụ em đi, sao lại ví dụ anh? Cả nước biết là... đúng không? Tại ông anh vừa đi ba về. Đấy, ông đi ba về đúng không? Ông vào đấy rồi bắt đầu ông say say, ông phê phê. Ông làm nhỏ nó có bầu. Rồi tự nhiên... thằng em Minh Quang vào hỏi anh Tùng ơi sao anh lại như thế? Ok anh mở đi, chứ thấy anh cũng vui. Nha em nha. Em thích tích cực. Ok. Xong anh sẽ mở em. Chào bác Chính Ngô. Bất kỳ ai vào đây mà hỏi chuyện người ta, nói chuyện người ta là Tùng không thích. Nói hỏi muốn biết người ta tại sao người ta làm vậy thì hỏi, tốt nhất là hỏi người ta. Bây giờ anh sẽ mở Minh Quang nhé. Anh mở Minh Quang rồi đó.
Mình thì không thích kinh doanh về ngành lan nhưng mình lại thích hoa lan. Ok anh Lê Văn Thoán. Đam mê. Nói chung là bây giờ một cây kinh Bắc mà chăm nó khoảng vài năm thì nó là một bụi kinh Bắc xong cho nở. Lúc đó chắc rần rần cả nước luôn đó anh Lê Văn Thoán ạ. Đúng không? Bây giờ chăm một cây của anh mà chăm lấy khoảng độ 2 năm đi. Nó ra một bụi kinh Bắc xong làm một bụi hoa kinh Bắc. Ô chao nổi tiếng cả nước luôn. Đúng không? Đẹp, thơm. Ok bác Nguyễn Dương Tuấn. Đấy, thì trên tinh thần là như thế nha. Anh em nhé. Kể cả vào bài của Tùng hay... À đúng rồi. Đó. Ok Vinh Quang. Đi chỗ khác cũng vậy. Comment chỗ khác cũng vậy. Mình làm sao mà... Mình comment như thế nào mà xác định là người ta sẽ sẵn sàng người ta chặn đấy. Vậy mới sướng ok Lê Văn Thoán. Vậy mới sướng, vậy mới đá đúng không? Tại sao mà Tùng cho nở cờ đỏ, cho nở Pleiku, nở cho nở Kinh Bắc, cho nở Long Khánh. Tùng cho nở hết luôn. Và sắp tới để nở tiếp, sắp tới để nở dữ dàng hơn. Mình đam mê hoa lan. Và mình đam mê làm kinh tế từ hoa lan. Nhưng mà mình còn nhiều cái khác để mình làm kiếm tiền mà. Nhà hàng, bất động sản, buôn bán đồng hồ, điện thoại, xe các kiểu. Không bán đứng được. Tùng không bán đứng. Không bán âm. Không bán âm đâu. Không bán âm đâu. Nha. Yeah. Ok anh em. Chúc cả nhà vui vẻ, ngủ ngon. Ngày mai tràn đầy năng lượng để chiến đấu. Chào tạm biệt bé bự khi mai ở bên kia bầu trời. Bye bye cả nhà nhé. Mình giao lưu với anh em đang chờ một tí nha. Rồi nói thêm một Nam Vĩnh Phúc nữa. Nam Vĩnh Phúc mà hả, nói cái kiểu đó nữa là anh không chơi Nam Vĩnh Phúc nữa đâu nhé. Ai làm gì kệ ai đi. Trung Mạc bán rẻ cho em vài key. Em thích key gì cũng có. Key vừa nay là chuẩn giống hết. Trung Mạc là cũng chơi lan này. Cán bộ hải quan cũng chơi lan. Ác chiến khí thế. Những cái kính mắt ra nó đẹp lắm. Những cái kính mắt đẹp lắm luôn. Dễ khỏe đẹp lắm. Mông to không lo chế đói. Những cái kính mắt là hết nước chấm. Cái này mới. Ok anh em. Rồi anh em thích gì thì inbox cho mình. Inbox cho mình thì mình tính giá rẻ hơn nha anh em nha. Rồi bye bye. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Hẹn gặp lại tối mai.